Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyam Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami nghiệp và quả của nghiệp. Kamma pana. Nghiệp và quả của nghiệp. Nên học phần 2. Phân loại nghiệp. Này học phần 2 là Kamma Vattu. Này là nghiệp dẫn đi đầu thai. Nghiệp tái sinh. Nghiệp là một cái hành, tất cả những cái hành động của mình mà nó có cái tác ý, có cái sự cố ý làm một cái hành động của thân, hành động về lời nói hay là một cái hành động của tâm, của tư tưởng của mình, mà có cái sự tác ý, có cái sự cố ý tạo nên một cái hành động đó trong ba cái nghiệp thân, tâm và ý.
thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì đó là một cái nghiệp. Nếu mà một cái tác ý của mình mà một tác ý thiện thì cái tâm của mình nó sẽ khởi lên một cái thiện tâm, và mình có hành động thì nó sẽ tạo thành một cái thiện nghiệp. Nếu mà mình có một cái tác ý bất thiện thì khi mà mình có những cái hành động về thân khẩu ý, nó là sẽ là những cái hành động bất thiện. Vậy thì tùy theo cái tâm sở tư chetana nó đi kèm với tâm thiện thì nó sẽ tạo nên nghiệp thiện, nó đi kèm với tâm bất thiện thì nó sẽ tạo nên nghiệp bất thiện. Và khi mà mình ở cái giai đoạn bắt đầu mình đầu thai, ở cái giai đoạn bắt đầu mình sinh ra ở cái kiếp sống này, là nó đã có một cái nghiệp, mình đã phải đi theo một cái nghiệp mà nó trổ quả ở trong quá khứ. Thì mỗi một chúng sinh sẽ sinh về một cái cõi sống khác nhau trong 31 cõi, từ cái cõi thấp nhất là cõi địa ngục cho đến cái cõi cao nhất đó là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì sở dĩ có cái sự sai biệt về các cái cõi sống đều là do nghiệp. Vậy thì nghiệp nó sẽ dẫn dắt mình đi tái sinh vào một trong 31 cõi, tùy theo cái nghiệp nào nó mạnh nhất thì nó sẽ trổ quả trước. Và cái nghiệp dẫn đi tái sinh, tức là cái nghiệp mà nó dẫn mình đi đầu thai, nếu như mà mình bây giờ sinh ra làm người, có nghĩa là mình đang có cái kiếp sống này, và cái nghiệp nó dẫn đi đầu thai ấy, nó phải là một cái nghiệp ở trong quá khứ. Nên là mình đã phải này, bây giờ mình có cái thân con người này là quả của một cái nghiệp ở trong quá khứ, là mình đã có một cái quả. Vậy thì trong cuộc sống mình tạo rất là nhiều nghiệp, nhưng mà đến cái lúc đi đầu thai nó chỉ có một cái nghiệp nó trổ quả thôi. Một cái nghiệp nó trổ quả vào cái thời điểm mình bắt đầu đi đầu thai, thì nó phải trổ vào cái giai đoạn mình đang hấp hối ở kiếp quá khứ. Tức là ở cái giai đoạn mà mình đang ở cái thời điểm cận tử của quá khứ đó, nó mới khi có rất nhiều nghiệp nó đổ về trong cái giai đoạn cận tử đấy. Và cái tâm của mình nó sẽ chọn một trong những cái nghiệp đấy, cái tâm của mình nó sẽ bắt vào, nó sẽ hướng vào một trong những cái nghiệp đấy, làm cái nghiệp tái sinh, gọi là Kamma Quá Thú này, là nghiệp dẫn đi tái sinh. Thế thì bây giờ cũng có người, hai người cùng là một cái thiện nghiệp, nó cùng trổ một cái nghiệp là bố thí. Cái nghiệp của một người A cũng bố thí, nghiệp của người B cũng bố thí. Hai nghiệp này nó cùng trổ một lúc, đó là trổ vào cái lúc cận tử. Nhưng mà có một người thì sinh về cõi trời, một người thì sinh trở lại làm người. Vậy là cái nguyên nhân nó đang làm sao? Cái nguyên nhân của nó, nó lại đi kèm theo với nghiệp, nó lại đi kèm theo, nó không có đi một mình, mà nó đi, nó có hội đủ một cái vòng, gọi là một cái vòng phiền não luôn. Thì trong cái lúc mà đi đầu thai này, cái nghiệp đi tái sinh này, nó sẽ có một cái vòng phiền não luôn, đó là kinesa Nesa quá thú. Đây là phiền não luôn. Phiền não luôn thì nó có vô minh, tham ái và chấp thủ. Sau đó nó mới có nghiệp luôn. Kamma quá thú là nghiệp luôn. Đằng sau cái nghiệp luôn này thì nó có ví dụ như là bây giờ khi mà một cái người
khi mà cùng một cái hành động tạo nghiệp, ví dụ một cái thiện nghiệp, đó là bố thí. Nhưng mà cái người đấy lại có cái tham ái chấp thủ với kiếp người, thì nó sẽ sinh trở lại làm người. Nếu mà cái người đó có cái tâm tham ái chấp thủ với chư thiên thì nó sinh thiên. Nó tùy theo cái nghiệp, cái phiền não luôn này. Bên đi xa là phiền não luôn. Phiền não luôn. Là cái hành động tạo nghiệp của mình một phần, và cái ý thức của mình có cái sự nhận biết về về nghiệp và quả của nghiệp, nó lại là một cái yếu tố nó tác động đến cái sự đầu thai đi tái sinh luân hồi trong các cảnh giới khác nhau. Thì trong cái lúc cận tử đấy thì nó có nghiệp luôn, nó có phiền não luôn, có nghiệp luôn. Cái nghiệp thì cái phiền não này, đây là cái sự nhận thức, nhận thức thuộc về tâm. Cái nghiệp luôn là cái hành động tạo nghiệp, hành động. Khi mà tạo nghiệp nó để lại một cái nghiệp lực, nó để lại một cái nghiệp lực pavoa, pavoa gọi là nghiệp hữu, kamma pavoa, kamma, kamma pavoa. Cái này là nghiệp hữu. Thì cái nghiệp hữu này nó là cái năng lực của cái, khi mà mình tạo một cái nghiệp gì đó, trong cái lúc mình tạo nghiệp đó thì mình làm xong rồi nó không có mất đi, mà nó để lại một cái năng lực này, nó sẽ trổ quả bất cứ lúc nào. Bởi vì thì lúc đấy nó không còn là cái nghiệp này nữa, mà nó trở thành cái nghiệp hữu này, kamma pavoa. Thì cái nghiệp hữu này nó sẽ trổ quả, nghiệp này nó trổ quả. Vì vậy cho nên là cái người mà lúc mà mình lâm chung ấy, cái lúc mà đến cái thời điểm cận tử ấy, nó sẽ, khi mà mình làm bất cứ cái hành động gì của mình ấy, làm xong nó không mất đi, nó không có mất đi, mà nó vẫn còn đấy. Bởi vì mỗi một cái hành động của mình có tác ý là nó tạo thành nghiệp. Mỗi cái nghiệp đấy nó để lại một cái năng lực, một cái năng lực để có thể trổ quả ở trong kiếp tương lai. Cái lúc mình tạo nghiệp nó là kamma quá thú, là nghiệp luôn. Và cái lúc mà mình làm xong rồi thì nó vẫn còn một cái nghiệp lực, gọi là kamma pavoa, là cái năng lực nó vẫn còn tiềm ẩn. Cái năng lực này nó tiềm ẩn, và khi nào nó trổ quả thì lúc đấy nó trở thành quả của nghiệp. Vậy khi mà mình cận tử thời điểm cận tử, nó có cái nimitta, kamma nimitta, nghiệp tướng, kamma nimitta. Cái này là nghiệp tướng. Nghiệp tướng là cái lúc đấy nhá, nó hiện rõ là trong tâm mình luôn. Trong tâm mình. Như bây giờ mình là đang ngồi đây học bài nhá. Nếu như mà cái tâm của mình hướng về cái học giáo pháp này nó mạnh, nó đủ tạo thành một cái nghiệp hữu ấy, thì đến lúc chết ấy, tự nhiên mình thấy cái hình ảnh mình đang ngồi học đấy nó hiện rõ ra trong tâm mình. Nếu như cái hình ảnh này mà nó trở thành một cái nghiệp tái sinh trong kiếp sau. Hoặc là có người nghe pháp ấy, thì trong cái lúc mình nghe pháp, mình lắng tai, mình chú tâm, nó tạo thành một cái thiện nghiệp. Và cái thiện nghiệp đấy nếu mà đến lúc chết nó trổ quả để nó trở thành một cái nghiệp đi tái sinh ấy, thì nó có một cái hình ảnh. Một cái hình ảnh lúc mà mình đang tạo nghiệp nó hiện ra. Hình ảnh này. Hình ảnh. Đang tạo nghiệp. Hoặc là cái lúc mà mình bố thí với một cái tâm mạnh mẽ. Một cái tâm hoan hỷ mạnh mẽ, mãnh liệt ấy. Đến lúc mình chết tự nhiên một cái hình ảnh mình đang bố thí nó hiện ra.
mình đang bố thí cái vật thí ở trên tay mình, và cái người nhận vật thí đấy nó sẽ hiện ra, có thể là nó sẽ hiện ra rõ ràng cái đối tượng mà mình đang nhận thí, đang cúng dường, hoặc là cái vật mà mình đang cúng dường, hoặc là cái tâm của mình đang cúng dường nó hiện ra, thì cái lúc đấy nó gọi là cái nimitta, kamma nimitta, nghiệp tướng. Và cái lúc này thì cái tâm của mình nó sẽ có một cái tâm, một cái ước muốn, nó sẽ khởi lên một cái ước muốn được đi tái sinh vào một cái cảnh giới nào đấy, thì nó gọi là kinesa quá thú, gọi là phiền não luôn, phiền não luôn. Thì trong cái phiền não luôn là vô minh, tham ái, chấp thủ. Nếu như mà cái lúc mà mình chết đi rồi thì cái tâm của mình nó có thể nó tham ái, nó thích, nó vẫn chưa nhàm chán cái kiếp người này, nó thích sinh trở lại làm người, thì cái mà tâm nó thích sinh lại làm người là vô minh, tham ái, với lại cái cõi người là tham ái, nó chấp trước vào cõi người này gọi là chấp thủ. Hoặc là có người thì ưa thích sinh thiên, thì cái người đấy có cái nhận thức rằng là có cái chúng sinh chư thiên, đấy là vô minh. Ưa thích chúng sinh chư thiên là tham ái, dính mắc vào cái cõi chư thiên gọi là chấp thủ. Thì đấy gọi là phiền não luôn, nó kết hợp với nghiệp luôn, nghiệp luôn, và cái nghiệp hữu này nữa, nó mới tạo ra cái nghiệp đi tái sinh này, nó mới tạo ra cái nghiệp đi tái sinh này. Nên nó mới có cái nghiệp đi tái sinh. Tái sinh có nghĩa là mình sẽ đầu thai về một kiếp sau. Thì đi tái sinh thì mình có thể sinh về một cái cõi khổ, hoặc là sinh về một cái cõi vui, tùy theo cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Vậy thì bất cứ khi nào một cái tâm sở tư cetana, nó cái tâm đấy nó đi kèm với 12 tâm bất thiện, đi kèm 12 trừ 1 bằng 11 tâm bất thiện. Ai nhớ 12 tâm bất thiện là tâm gì không? Rồi, 12 tâm bất thiện nha. 12 tức là bằng 8 tham, 2 sân và 2 si. Thì hai cái si này nó có một cái si gì? Hoài nghi rồi. Và một cái si gì nữa? Trạo cử phóng dật nhá, chi phóng dật. Thì trong 12 tâm bất thiện này có 11 tâm nó sẽ làm được cái phận sự đi tái sinh. Đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si hoài nghi. Còn riêng cái si phóng dật này nó không tạo thành cái tâm đi tái sinh ở kiếp sau. Phóng dật nó là cái gì có biết không? Anh hiểu phóng dật nó làm sao? Phóng dật là mình là nó không có định tĩnh, nó không an định. Bây giờ mình ngồi đây rồi, tâm nó nghĩ đến cái chuyện này, tương lai, nó nghĩ về chuyện quá khứ, nó nghĩ về chuyện ở nhà, nó nghĩ về cái chuyện người này, nó nghĩ sang chuyện người khác, nghĩ đến chuyện vui, nghĩ đến chuyện buồn. Thì trong cái lúc mà cái tâm của mình nó cứ hướng đến chuyện này, hướng đến chuyện kia, hướng chuyện này, hướng đến chuyện khác như vậy, thì cái tâm mà nó cứ lăng xăng như vậy, nó gọi là tâm phóng dật. Vì cái tâm phóng dật nó không có trực tiếp tạo cái nghiệp bất thiện gì cả, nó không có trực tiếp tạo nghiệp gì rõ ràng, cho nên cái tâm phóng dật này nó không có tạo ra cái nghiệp để dẫn đi tái sinh. Tức là trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì trừ đi một tâm phóng dật, còn lại 11 tâm này, 8 tham, 2 sân và 1 si hoài nghi này, đều có thể tạo ra những cái nghiệp bất thiện để đi tái sinh vào cõi khổ. Tái sinh vào cõi khổ phải trừ cái si phóng dật ra. Vậy khi mà tư tâm sở cetana đi kèm với 12, tức là đi kèm với 11 tâm bất thiện này, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì tạo ra nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện. Nếu mà tạo cái nghiệp bất thiện thì sẽ phải đi tái sinh vào cõi khổ. Thì người đó đi tái sinh sẽ tái sinh vào cõi khổ.
nghiệp bất thiện thì tái sinh vào quá khổ. Mà khi mà một cái người mà tái sinh vào cõi khổ ấy, một cái chúng sinh nhé, khi mà tái sinh vào cõi khổ là cái chúng sinh đấy đi tái sinh với cái tâm tục sinh, với cái tâm gọi là cái tâm tục sinh thọ xả quả bất thiện, tái sinh vào cõi khổ bằng tái sinh với tâm tục sinh, tục sinh quan sát thọ xả. Kinh quan sát là cái tâm suy xét thọ xả, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ giả quả bất thiện vô nhân là cái tâm nó có thể tạo thành cái tâm tục sinh, đi tái sinh. Nó có khi đi tái sinh rồi thì nó trở thành cái tâm hộ kiếp. Mình sẽ suốt cái kiếp sống đấy, mình sẽ sống với cái tâm nó duy trì cái kiếp sống đấy. Là cái tâm thọ giả quả bất thiện này, tâm suy xét, tâm quan sát thọ giả quả bất thiện này. Và đến lúc mình chết cũng chết với cái tâm đấy, là cái tâm quan sát thọ giả quả bất thiện. Có hiểu thế nào là cái tâm quan sát không? Học vi diệu pháp mới hiểu được ha. Không học vi diệu pháp không hiểu được. Tâm quan sát ví dụ như là bây giờ mình mà trên cái mắt của mình mà nhìn thấy một cái cảnh gì đó. Ví dụ bây giờ mình nhìn vào bông hoa. Đấy là mình hướng cái ý môn lên đó, là mình phải hướng cái tâm lên đó. Cái tâm của mình nó tiếp nhận, gọi là nhãn thức. Cái tâm của mình mà nó hướng vào một bông hoa, đó là nhãn thức. Rồi cái tâm nó tiếp thâu đến một cái tâm thứ hai, nó tiếp nhận cái cảnh ở bên ngoài. Thì đến cái tâm thứ ba là tâm suy xét. Thì cái tâm suy xét là cái tâm quan sát này. Sau cái tâm suy xét là một cái tâm đoán định, quyết định sẽ xử lý như thế nào. Rồi sau cái tâm quyết định là 7 cái đồng tốc, là cái thọ hưởng cái quả đấy. Nếu mình mà có cái tác ý thiện thì nó sẽ là cái đồng lực thiện. Nếu mình tác ý bất thiện nó là đồng lực bất thiện. Và sau cái tâm đồng lực đấy thì cái tâm quan sát này nó lại làm cái nhiệm vụ gọi là đăng ký thập di mót cảnh. Thì nó là, và khi mà một người chết sẽ chết với cái tâm quan sát. Cái tâm quan sát nó có bằng này tâm quan sát sát thọ xả, sẽ có một cái tâm và tâm sở của nó này, tâm và đi kèm với bằng này tâm sở, đây là tâm vương, và các tâm sở của nó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền. Tác ý tâm tứ thắng giải. Thế là đây là tâm quan sát thọ xả. Thì nó có một cái tâm này, một cái tâm vương, bằng này tâm sở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tâm sở. Thì tại sao gọi đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện? Quả bất thiện vô nhân, quả bất thiện vô nhân. Bởi vì trong bằng này tâm nó không có cái tâm tham sân si nào ở trong này. Thức xúc thọ tưởng tư nhận hành mạng quyền tác ý. Và nó cũng không có vô tham vô sân vô si ở trong bằng này tâm. Cho nên nó là quả bất thiện vô nhân. Vô nhân có nghĩa là không có tham sân si, cũng không có vô tham vô sân vô si. Thì cái tâm quan sát thọ xả
Với khi mà cái quả của một cái nghiệp bất thiện thì nó chỉ để lại cái tâm quan sát thọ xả thôi, chứ nó không có thể nào sinh một cái tâm quan sát, tức là cái tâm quan sát thọ xả nó sẽ như thế. Quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái tâm tục sinh Chetana đi kèm với 11 tâm bất thiện thì nó sẽ để lại một cái nghiệp bất thiện, và người đó khi đi đầu thai vào một cái cõi khổ, ví dụ như một chúng sinh đọa xuống địa ngục là đọa với một cái tâm bất thiện, quan sát thọ giả quả bất thiện, hoặc là tâm, hoặc là chúng sinh làm ngã quỷ súc sinh cũng thế, cũng đi đầu thai với tâm quan sát thọ giả quả bất thiện vô nhân. Nếu mà chúng sinh nào ấy mà đi đầu thai với nhiều tâm sân, tâm sân, nếu mà một cái tâm tục sinh ấy, cái tâm tục sinh nó mà cái tâm tạo nghiệp ấy, cái tâm cái tâm cetana mà nó đi kèm với cái tâm sân mà nó tạo thành cái nghiệp tái sinh. Cetana đi kèm với một cái tâm sân mạnh, sân mạnh à, thì thường nó sẽ tạo thành một cái nghiệp, nó sẽ tạo thành cái nghiệp và cái chúng sinh đấy sẽ phải thường là đi xuống các cái cõi địa ngục. Một tâm sân mạnh thì sẽ đi tái sinh về cõi địa ngục, sinh vào địa ngục. Những cái chúng sinh mà có cái tâm tham mạnh, có cái tâm tham, có nhiều cái tâm tham ấy, thì thường thường sẽ đi vào cái có ngã quỷ. Cái chúng sinh mà có nhiều cái tâm si, kết quả tâm si nhiều thì thường hay làm súc sinh. Bây giờ nói rằng là có cõi địa ngục đấy, có ai tin không? Tin nhưng mà có nghi không? Tin thật không? Nói rằng bây giờ có cõi trời, có tin không? Có tin, nhưng mà đến một lúc khác có người khác người ta nói chứ chắc đã có đâu, thì lúc ấy cái niềm tin nó có thay đổi không? Có thể mình sẽ bị dao động, bị hoài nghi ngay. Nhưng mai bắt đầu có một cái ông thầy khác, ông giảng, ông bảo này quý vị à, không có cõi địa ngục đâu, không có cõi trời đâu, chỉ có cái tâm của chúng ta thôi. Cái tâm của chúng ta mà tâm ác thì đấy là địa ngục, tâm của chúng ta mà có cái tâm thiện đấy là cõi trời, chứ không có cái cõi trời trong lòng đất à, không có cõi địa ngục trong lòng đất, không có cõi trời trên hư không đâu. Thì lúc ấy cái niềm tin về địa ngục và cõi trời của mình có bị lung lay không? Thì lúc đấy nó sinh ra tâm gì? Hoài nghi. Thì mình chết với tâm hoài nghi là chết với tâm gì? Tâm si. Si hoài nghi. Thì lúc ấy đi đâu? Làm súc sinh ha. Đấy là cái tâm si hoài nghi nó thế. Vì đại đa số chúng sinh hay hoài nghi, bởi vì mình chưa từng thấy nên mình rất dễ hoài nghi. Cái niềm tin nó vẫn yếu, nó không có mạnh. Vậy mình chết tâm si hoài nghi thì làm súc sinh. Thế thôi. Còn Atuna thì nếu mà si cộng với sân nhiều ấy, thì hay sinh về cõi Atuna. Atuna địa ngục, ngã quỷ súc sinh, Atuna. Đấy là bốn cõi khổ. Bốn cõi khổ là do cái tâm, tâm tạo nghiệp. Cái tâm tạo nghiệp là tâm Chetana, tức là cái tâm này nó cố ý. Tất cả những cái hành động thuộc về thân khẩu ý, có sự tác ý, có sự cố ý, có cái nhận thức của mình, rồi mình mới tạo nghiệp. Thì khi mà nó đi kèm với những cái tâm bất thiện đấy thì mình, nó sẽ trổ cái quả.
nó có thể trổ quả. Tất cả những cái nghiệp bất thiện nó sẽ trổ quả trong cái lúc mà, trong cái lúc cái nghiệp cận tử của mình. Và trong cuộc sống, trong cái cuộc đời, một chúng sinh có thể tạo các nghiệp thiện và có thể tạo các nghiệp bất thiện. Nhưng mà đến lúc chết ấy, thì cái nghiệp cận tử nó chỉ bắt một nghiệp thôi. Và lúc mình đi đầu thai, mình cũng chỉ đi đầu thai với một nghiệp thôi. Vậy thì lúc này cái nghiệp nào mạnh nhất thì cái nghiệp đấy nó sẽ trổ thành cái quả đi tái sinh. Ví dụ như là có một cái chuồng bò rất là rộng và trong đó có rất, người ta nhốt rất là nhiều con bò. Sáng hôm sau khi mà một cái người chăn bò ấy, người ta mở cái cửa chuồng bò ra thì một đàn bò nó sẽ nhốn nhau, nó sẽ tức là cả một cái đàn bò ấy. Thì con nào mà nó khỏe nhất nó sẽ chạy ra trước. Tức là nó nhốn nháo, nó chạy mà. Nó chạy, con nào cũng muốn tranh ra trước mà. Bị nhốt một đêm mà nó muốn ra trước thì nó đi ăn, đi uống nước mà. Thì cái lúc mà mình chết vậy, tất cả những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của mình nó đều dồn vào cái thời điểm cận tử đấy. Và cái nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ thành cái trổ thành một cái quả để dẫn mình đi tái sinh. Thì hàng ngày mình tạo cái nghiệp gì mạnh thì lúc này nó sẽ tạo thành cái nghiệp lực đi tái sinh. Mà nếu như mà bảo là tôi tạo chẳng có cái nghiệp gì mạnh cả thì làm sao? Thì nó sẽ bắt một cái nghiệp ở trong kiếp quá khứ trước nữa. Ví dụ như bây giờ có một đứa trẻ nó vừa mới sinh ra được có mấy ngày, nó chưa có làm được cái việc gì hết, nó chưa có tạo được cái nghiệp gì thiện hay bất thiện về thân, về khẩu, về ý cả. Vậy thì mà bỗng dưng nó phải chết, vậy thì lúc đấy cái nghiệp gì sẽ dẫn nó đi tái sinh? Vì nó chưa tạo được nghiệp thì nó sẽ phải bắt vào một cái nghiệp ở trong một cái đời quá khứ nào đấy. Thế những cái đứa trẻ mà nó còn đang ở trong bụng mẹ mà nó phải chết thì nó phải bắt cái nghiệp của quá khứ. Thế như chúng sinh ở trong địa ngục, khi mà chết thì cái chúng sinh trong địa ngục phải tạo nghiệp gì? Chúng sinh trong địa ngục không có tạo được nghiệp gì cả, chỉ có thọ cái quả của nghiệp thôi chứ không có tạo được nghiệp. Thì khi chết bắt buộc là phải bắt một cái nghiệp ở trong quá khứ, trong một kiếp quá khứ trước, nhiều kiếp quá khứ về trước. Chúng sinh mà sinh làm ngã quỷ cũng thọ cái quả của nghiệp. Cho nên là khi chết cũng thường là bắt những cái cảnh quá khứ. Chúng sinh là những cái súc sinh thì nó có tạo được nghiệp không? Có thể tạo được nghiệp. Chúng sinh sinh làm súc sinh nó vẫn tạo được nghiệp. Nếu như nó không tạo được nghiệp gì mạnh mẽ thì nó sẽ bắt nghiệp quá khứ. Còn nếu mà cái kiếp sống đấy nó tạo được nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện thì nó cũng có thể đi tái sinh theo cái nghiệp của nó. Chúng sinh tái sinh về đâu là do cái nghiệp của mình. Còn nếu cái tâm đấy là cái thiện nghiệp, bây giờ đấy là thuộc cái này, nó thuộc về bất thiện nghiệp này. Thiện nghiệp. Bây giờ đến thiện nghiệp. Là người đi tái sinh với nghiệp thiện đấy. Đi tái sinh với nghiệp thiện. Thì tâm sở ư, tư tâm sở ư, cetana. Đi kèm với 8 đại thiện dục giới. Thì sẽ tạo thành cái thiện nghiệp dục giới, thì sẽ tạo thành cái thiện nghiệp dục giới và sẽ khi đi tái sinh thì nó sẽ có cái phận sự. Nếu cái thiện nghiệp dục giới này có cái phận sự làm cái nghiệp tái sinh ấy, thì nó sẽ sinh về 6 cõi dục giới và cõi người, cõi trời, 6 cõi trời và cõi người. Riêng đối với cái tâm thiện nghiệp dục giới này, nó có cái phận sự để tạo thành một cái nghiệp đi tái sinh. Đó là nó có 4 cái tâm hợp với trí và 4 tâm ni trí. 8 cái tâm đại thiện ấy. Trong 8 cái tâm đại thiện này, 8 tâm đại thiện thì nó có 4 tâm hợp trí,
Bốn tâm hợp chín là tâm gì? Bốn tâm hợp chí là có một cái tâm có hỷ tương ứng với trí, hỷ rồi cần nhắc bảo, một cái tâm có hỷ mà không cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo, một cái tâm không có hỷ cần nhắc bảo, một cái tâm có hỷ không cần nhắc bảo. Đây là tám tâm hợp trí. Tám tâm này nó câu hữu với tuệ. Ví dụ như bây giờ một cái người biết, khi mình đến chùa mình biết đảnh lễ Phật, trong cái lúc đảnh lễ Phật mình biết rằng Đức Phật là một cái bậc thầy đã giải thoát ra khỏi tam giới và có cái con đường để dẫn dắt chúng sinh khỏi tam giới. Vì cái ân đức trí tuệ rộng lớn như thế nên xứng đáng để cho chúng sinh cung kính cúng dường. Thì khi mình cung kính kính lễ Phật với một cái tâm hiểu biết đúng về Đức Phật như vậy, gọi là cái tâm hợp trí. Tâm hợp trí. Còn một cái người mà cũng lễ Phật nhưng mà người ta lại bảo Phật là một cái vị thần linh, bây giờ mình cầu gì Phật sẽ ban cho cái đấy, thì cái người đấy nó gọi là đi thì kèm với cái tâm ni trí, cái tâm hiểu không đúng về Phật. Hoặc là cái người đó biết lễ Phật nhưng chẳng hiểu Phật là gì cả, thì cái người đó tâm ni trí. Nhưng người đảnh lễ Phật và hiểu Phật là ai thì là cái người đó đang làm một cái thiện nghiệp với một cái tâm có trí. Thì cũng có một cái người ta lễ Phật với tâm hoan hỷ thì đó là cái tâm có hỷ. Và khi mà người ta cứ nhìn thấy Phật là người ta có cái tâm hoan hỷ, người ta đảnh lễ ngay không cần ai nhắc bảo. Nhưng mà cũng có người thì cần phải có người khác nhắc bảo, nhắc bảo hãy đảnh lễ Phật đi, lúc đấy mới lễ, không có là cái bệnh rể ruôi không chịu lễ. Hoặc là những đứa trẻ thì được cha mẹ nhắc bảo thì nó cung kính, nó đảnh lễ những bậc có giới đức. Còn nếu mà cha mẹ hoặc là những người lớn trước mà không có dạy bảo thì nó không biết, nó không cung kính, không đảnh lễ. Thì cái người mà có cái sự tác động của người khác hoặc là tự mình phải cố gắng nhắc nhở mình. Cái sự nhắc nhở có thể là nhắc nhở của một người khác, có thể là chính mình phải nhắc nhở mình. Thì đấy gọi là cái tâm có sự nhắc bảo và không có sự nhắc bảo. Và khi mà mình làm cái thiện nghiệp đấy với tâm hoan hỷ thì là có hỷ, với một cái tâm dửng dưng là cái tâm không có hỷ. Thì nó gọi là bốn tâm hợp trí và bốn tâm ni trí. Bốn cái tâm ni trí thì nó cũng là một cái tâm có hỷ và một tâm không có hỷ, tâm nhắc bảo và không cần nhắc bảo. Nó chỉ khác mỗi trên là nó không có tuệ thôi. Tức là người đó làm cái thiện nghiệp nhưng mà người đó không có biết gì về cái nghiệp và quả của nghiệp, của những cái hành động mình đang làm. Thì tất cả những cái người nào mà không được học Phật pháp, không được học về cái pháp liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp, nhưng người đó không tin có đời sau, không tin có những cái cõi khổ cõi vui, thì cái người đó có làm cái việc gì nó cũng là cái nghiệp ni trí hết. Mặc dù cái người ta không có niềm tin thì người ta vẫn làm việc thiện, nhưng cái nghiệp thiện đó là nghiệp thiện ni trí, nó cũng có bốn tâm như trên. Chỉ có cái là cái người đó trong lúc làm, người đó chẳng hiểu cái nghiệp của mình làm nó có lợi hay có hại gì cả. Thì nó là bốn tâm ni trí. Bốn cái tâm này nó cũng đều có thể dẫn đi tái sinh. Thì bốn cái tâm hợp trí này nó có thể dẫn đi tái sinh. Tâm có trí, bốn tâm có trí, có trí mà khi mà đi tái sinh, tái sinh thì nó sẽ trở thành người tam nhân, trở thành, nếu mà sinh về cõi trời, cõi trời thì là chư thiên tam nhân, là chư thiên nhân tam nhân. Sinh ở lại cõi người thì nó có là người tam nhân, là người tam nhân.
Khi mà một cái hành động của mình hàng ngày mà mình có cái sự hiểu biết đúng về cái hành động đó, nó sẽ tạo thành một cái nghiệp thiện, và cái nghiệp thiện đấy nó đi kèm với trí tuệ nữa. Thì nó khi mà mình chết với một cái nghiệp thiện có trí tuệ đấy thì mình sinh về cõi trời cũng là chư thiên tam nhân. Tam nhân là vô tham, vô sân, vô si. Còn khi mà sinh làm người thì người đó cũng là người tam nhân. Người tam nhân cũng là một cái tâm tục sinh, nó vô tham, vô sân, vô si. Chính vì có cái tâm tục sinh vô tham, vô sân, vô si đấy thì cái tâm đấy nó rất là mạnh mẽ. Và cái người đó có cái trí tuệ nhạy bén. Vì có cái trí tuệ nhạy bén và các cái phiền não nó yếu ớt hơn, nên là người đó có thể là tu chứng đắc được thiền thông đạo quả một cách dễ dàng. Tức là có thể đắc được các tầng thiền định, có thể chứng đắc được các cái năng lực thần thông, và có thể chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Đối với kể cả chư thiên hay cõi người cũng thế. Những người có tam nhân thì sẽ chứng đắc được thiền thông đạo quả. Còn với chúng sinh mà bốn cái tâm ni trí này, nếu mình đi tái sinh với bốn cái tâm ni trí, có nghĩa là cái chúng sinh đấy làm nhiều nghiệp thiện nhưng lại không có cái tuệ để biết rằng, để hiểu biết về cái nghiệp của mình đang làm là tốt hay xấu, có quả báo hay không có quả báo. Cái người đó không có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp, không có niềm tin về có nhân quả gì hết, có kiếp sống, kiếp trước, kiếp sau gì hết. Thì những cái thiện nghiệp vị đó làm là tâm ni trí. Nếu vị đó được sinh thiên thì gọi là chư thiên ni trí, nó thành chúng sinh nhị nhân, thì người đó là chúng sinh nhị nhân. Vì đó mà sinh lên cõi trời thì thành chư thiên nhị nhân. Người đó mà sinh lại làm người thành người nhị nhân. Bởi vì vị đó đi đầu thai với cái tâm tục sinh không có tuệ. Cái tâm tục sinh ni trí này, cho nên là cái trí tuệ không được nhạy bén, trí tuệ không thâm sâu, không sâu sắc, thì không thể đắc được các cái tầng thiền định. Tức là từ sơ thiền đến tứ thiền, cho đến tứ thiền vô sắc, vị đó không thể chứng đắc được các tầng thiền. Dù kiếp này có nỗ lực hết mình cũng không đắc được các tầng thiền. Và không thể không đắc được thiền thì cũng không đắc được các thần thông, và cũng không thể đắc được các đạo quả ở trong cái kiếp sống là một chúng sinh nhị nhân. Chúng sinh nhị nhân không thể chứng đắc được pháp thượng nhân. Vậy còn một cái hạng mà chúng sinh đi đầu thai với cái tâm tục sinh, cái tâm gọi là tâm quan sát. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Nếu một cái chúng sinh đấy khi mà đi đầu thai vào bằng một cái thiện nghiệp, nhưng mà nó lại không phải là thiện nghiệp có trí, nó cũng không đi đầu thai với bốn cái thiện nghiệp ni trí, mà nó lại đi đầu thai với một cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tức là một cái tâm mà nó chỉ có 11 tâm sở ấy đi kèm ấy, nó rất là yếu ớt. Cái tâm này, cái tâm quan sát này nó rất là yếu, mà nó là quả của một cái tâm thiện, nó gọi là tâm quan sát thọ xả quả thiện. Cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì nó sẽ đọa vào cõi khổ. Nếu nó đi đầu thai với cái tâm quan sát thọ xả mà quả thiện, có nghĩa là cái vị đó, cái người đó, chúng sinh đó tạo cái nghiệp thiện nhưng với một cái tâm rất yếu ớt. Tạo một cái nghiệp với cái tâm rất là yếu ớt ấy, tạo cái nghiệp rất là hời hợt. Ví dụ như là bây giờ mình bố thí, mình vừa bố thí vừa ngủ gật này, thì cái lúc ấy cái tâm nó có mạnh không? Nó rất là yếu. Tâm nó rất là yếu ớt. Hoặc là bố thí mà mình không có cái tâm hoan hỉ, không có cái tâm cung kính, không có trân trọng gì cái vật thí, không có trân trọng gì người bố thí, hoặc là cái vật thí nó không giá trị, hoặc là cái người thí mình không tôn trọng, hoặc là cái tâm, hoặc là mình bố thí xong rồi mình chẳng còn nhớ gì nữa, quên mất, thì cái nghiệp đấy nó rất là yếu. Chính vì cái nghiệp đấy nó yếu, khi mà đi đầu thai cái tâm nó bắt vào một cái nghiệp thiện đấy, nó là một cái nghiệp thiện nhưng cái tâm nó rất yếu, cho nên nó bắt vào cái tâm quan sát quả thiện vô nhân. Thì cái chúng sinh đấy nếu sinh làm chư thiên sẽ là chư thiên vô nhân, còn sinh làm người cũng là người chưa vô nhân, tức là một chúng sinh vô nhân. Một chúng sinh vô nhân thì ngay ở trong cái lúc
mà còn ở trong bụng mẹ nó đã bị khiếm khuyết rồi, nó đã bị khuyết tật rồi, tức là một cái chúng sinh khuyết tật. Vì cái tâm nó yếu ớt cho nên là các căn nó mọc không có đủ. Chỉ một cái chúng sinh mà có cái tâm mạnh mẽ thì mắt tai mũi lưỡi thân ý nó mới được hoàn hảo. Còn bởi vì nó đi với, tái sinh với cái tâm tục sinh, cái tâm tục sinh vô nhân ấy, nó chỉ có 11 cái tâm sở đi kèm ấy, nó yếu ớt. Vì cái tâm yếu ớt đấy cho nên nó là một chúng sinh khuyết tật, như là mù điếc mọng ngọng câm ấy. Có thể là chúng sinh đó sinh ra đã bẩm sinh đã mù, đã điếc rồi, đã câm, đã ngọng, đã bị sinh ra đã bị đần độn rồi. Bị tâm thần rồi, bị nhiều những gọi là cái chúng sinh dị tật ấy, khuyết tật ấy, không trở thành cái người bình thường được. Chư thiên có chư thiên khuyết tật không? Có chư thiên khuyết tật mà. Nếu mà cái tâm quan sát thọ giả quả thiện vô nhân mà được sinh thiên cũng thành chư thiên khuyết tật. Chư thiên có chư thiên không được bình thường. Thế nó là một chúng sinh vô nhân khuyết tật như vậy. Đấy là vậy thì cái tâm mà dẫn đi tái sinh ở cõi dục giới là có 9 tâm, 4 tâm hợp trí, 4 tâm ni trí và 1 tâm quan sát thọ xả quả thiện. 9 cái tâm này sẽ có cái phận sự là tái sinh vào cái cõi dục giới, là một là cõi người hoặc là 6 cái cõi trời dục giới. Năm cái tâm nếu mà chúng sinh đi tái sinh với, nếu mà cái tư tâm sở tư đi kèm với năm tâm vô sắc, năm tâm sắc giới sắc giới thì sẽ sinh về 16 cõi sắc giới, thì chúng sinh đấy sẽ sinh về 16 cõi sắc giới. Năm tầng sắc giới là năm tầng thiền, tức là chúng sinh nào mà tu chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì ngũ thiền có 5 cái tầng thiền đấy, thì sau khi chết sẽ sinh về một trong 16 cái cõi sắc giới phạm thiền. Thì trong các tầng thiền cũng vậy, tầng thiền nào mạnh thì nó sẽ tạo thành cái nghiệp cận tử. Thì cái thời điểm cận tử nó mình sẽ bắt cái tầng thiền đấy, và cái tâm tục sinh của mình nó sẽ tái sinh với cái tâm thiền đấy. Thế thì cái người nào trong cái lúc mà hành thiền ấy, người ta chú trọng ở sơ thiền, người ta thích an trú ở trên sơ thiền, thì đến lúc chết thì cái tâm tục sinh nó sẽ bắt vào cái tâm sơ thiền mà nó sinh về một trong ba cõi sơ thiền. Nếu cái người nào người ta thích an trú ở tứ thiền, người ta thường xuyên an trú ở tứ thiền, thì cái tâm tứ thiền đấy nó mạnh hơn các tâm thiền khác. Và khi chết người ta sẽ sinh về cái cõi tứ thiền. Tứ thiền này có 2 cõi, cõi quảng quả thiên và cõi vô tưởng thiên. Một cái cõi quảng quả là cái cõi có thân và có tâm, còn một cái cõi vô tưởng là chỉ có thân mà nó không có tâm. Đấy là người an trú ở tứ thiền. Nếu cái người đấy có một cái tâm phiền não luôn, đó là mong rằng tôi sẽ trở thành một chúng sinh không có tâm, thì nó sẽ sinh về cái cõi vô tưởng. Sinh về đấy mình có thân nhưng mà nó không có tâm. Nếu như lúc đấy mình đang chết với tư thế ngồi thì mình sinh đến đấy mình ngồi như một pho tượng. Nếu mình đang chết với tư thế nằm thì mình sinh đấy mình có một cái thân đang nằm. Mình mà đang đứng thì mình sinh đấy có một cái thân đang đứng. Nó chỉ có cái thân đấy. Cái thân đấy nó cứ nằm ở đấy. Suốt cả hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm, hàng nghìn tỷ năm. Tức là cho đến khi nào mà nó hết cái nghiệp ấy, thì cái thân đấy bắt đầu nó chết, bắt đầu nó tái sinh lại một kiếp khác. Cái cõi vô tưởng chỉ có thân không có tâm. Cõi phi tưởng, phi tưởng xứ thì là cái cõi mà nó có tâm rất là yếu ớt. Hay là 4 cái cõi vô sắc thì nó chỉ có tâm mà nó không có thân. Có những cái cõi khác nhau tùy theo cái
cái nghiệp và cái phiền não, cái tham ái dính mắc với cõi nào thì nó sinh về cõi đấy. Còn nếu mà tâm sở tư đi kèm với bốn tâm vô sắc, tâm vô sắc thì nó sẽ sinh về bốn cõi vô sắc. Bốn cõi vô sắc như vậy thì là những cái tâm mà đi cái tâm mà làm cái nghiệp tái sinh này. Vậy thì mình khi mình tái sinh đi có bao nhiêu tâm? Có bao nhiêu tâm? Cộng lại nha. Một này, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Sát quả bất thiện. Đây là một tâm sẽ dẫn mình đi tái sinh về cõi khổ. Đấy, và một tâm quan sát thọ xả quả thiện. Đây là tâm thứ hai. Bốn tâm đại thiện dục giới ni trí hợp trí, bốn tâm đại thiện. Bốn tâm đại thiện dục giới hợp với trí. Bốn tâm đại thiện dục giới không có trí. Năm tâm vô sắc. Năm tâm sắc giới. Năm tâm sắc giới. Và bốn tâm vô sắc. Tổng cộng có 19 tâm. 19 tâm tục sinh. Tất cả chúng sinh ở trong 31 cõi này sẽ đi đầu thai với một trong 19 cái tâm tục sinh này. Thì tâm tục sinh nó có 19 tâm như thế. Bây giờ sẽ dẫn chứng kinh điển xem Đức Phật dạy về các cái loại nghiệp như thế nào nhá. Rồi tiếp tục đến dẫn chứng kinh. Dẫn chứng. Trong kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Đại Nghiệp Phân Biệt. Phân biệt. Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt là kinh Trung Bộ 136. 136. Thì ai muốn nghiên cứu rõ về nghiệp thì nghiên cứu thêm cái kinh này, kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ trang 136. Thì Đức Phật đã giải thích về nghiệp như thế này. Trong cái bài kinh này, Đức Phật nói rằng có bốn hạng người. Thứ nhất, có bốn hạng người. Một là ở đời có người tạo nghiệp sát sinh. Sát sinh lấy của không cho là trộm cắp, tà hạnh là tà dâm. Nói dối, nói chia rẽ, nói thô ác, tức là mắng nhiếc chửi rủa. Thô ác là cái lời hay mắng mỏ người khác ấy.
mắng chửi và nói lời vô ích, nói phù phiếm, nói phù phiếm vô ích. Có tâm tham lam, có tâm ác ý, có sân hận ác ý, và có tâm tà kiến. Đấy. Hạng người thứ nhất, trên đời có bốn hạng người nhá. Thì cái hạng người thứ nhất này, đó là người tạo nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói chia rẽ, nói thô ác, mắng chửi, nói lời phù phiếm, nói lời vô ích. Có tâm tham lam, có tâm sân hận và có tâm tà kiến. Tâm sân hận, tâm tà kiến. Sau khi người ấy chết, phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh Atuna. Khi chết phải tái sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atuna. Đây là một hạng người. Thì 10 cái này gọi là 10 cái bất thiện nghiệp nhé. Tạo 10 bất thiện, 10 bất thiện nghiệp. Cái người thứ nhất tạo 10 cái bất thiện nghiệp này. Thế và hạng người thứ hai, cũng tạo 10 cái nghiệp bất thiện này. Hạng người thứ hai cũng tạo 10 ác nghiệp. Hạng người thứ hai cũng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, có tâm tham lam, có tâm sân hận và có tâm tà kiến. Nhưng mà sau khi người ấy chết thì người ấy lại sinh lên cõi trời, hoặc sinh trở lại làm người. Lại sinh cõi trời và cõi người. Đây là hạng người thứ hai. Có hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba là tránh xa sát sinh. Hạng người thứ ba tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, tránh xa nói lời chia rẽ, tránh xa nói lời thô ác, tránh xa nói lời phù phiếm, không có tâm tham lam, không sân hận, không tà kiến. Tránh xa 10 ác nghiệp. Nói chung là tránh xa 10 ác nghiệp. Và sau khi người ấy chết thì người ấy được sinh về cõi trời, cõi người, sinh thiên, sinh cõi trời người. Đây là hạng người thứ ba. Có hạng người thứ bốn. Người này cũng tránh xa 10 ác nghiệp. Nhưng khi chết vẫn đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh Atuna. Tức là vẫn đọa vào 4 ác đạo. Ở đời có 4 hạng người như vậy. Và ở đời có 4 hạng sa môn, bà đa môn. Phần 2 này. Có 4 hạng sa môn, bà đa môn. Thì có 4 cái hạng sa môn, bà đa môn. Đó là cái hạng thứ nhất. Sa môn bà la môn thứ nhất là một cái vị sa môn hay bà la môn đấy có cái lòng nhiệt tâm
có lòng nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, không phóng dật. Có cái sự tu hành nhiệt tâm đấy, có cái sự hành nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, không phóng dật. Hành thiền, nỗ lực hành thiền, nỗ lực thực hành thiền định, thiền định. Thì với tâm định tĩnh vị ấy, với tâm định tĩnh vị ấy có thiên nhãn trí, vị ấy cũng phát triển được thiên nhãn thông. Với tâm định tĩnh, vị ấy có thiên nhãn thông. Thì với thiên nhãn trí, với cái thiên nhãn thông, với cái thiên nhãn trí, vị ấy quan sát sự sống chết của chúng sinh. Với cái thiên nhãn trí, vị ấy quan sát sự sống chết của chúng sinh. Vị ấy thấy có hạng người khi còn sống tạo các ác nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời vô ích, tham lam, sân hận, tà kiến, tức là 10 ác nghiệp. Khi còn sống vị ấy tạo 10 ác nghiệp, ngắn gọn là như vậy. Và sau khi chết, vị ấy phải đọa vào 4 ác đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna. Khi chết vị ấy đọa vào ác đạo là 4 ác đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna. Cho nên vị ấy tuyên bố rằng là có đời này, có đời sau, có nghiệp thiện, có nghiệp bất thiện, và có quả của nghiệp. Có nghiệp và có quả của nghiệp. Vị ấy tuyên bố là có đời này, có đời sau, có thiện, có nghiệp thiện, có nghiệp bất thiện, có quả của nghiệp. Thiện có quả của nghiệp bất thiện. Vị ấy tuyên bố như thế. Đấy là một vị hạng Sa Môn Bà La Môn thứ nhất. Thì có vị Sa Môn Bà La Môn thứ hai, cái hạng Sa Môn Bà La Môn thứ hai là vị ấy cũng nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, không phóng dật, nỗ lực thực hành thiền định. Với tâm định tĩnh, vị ấy phát triển được thiên nhãn thông, cũng giống như hạng thứ nhất. Thì với thiên nhãn trí thì vị ấy quan sát sự sống chết của chúng sinh, vị ấy thấy rằng có những chúng sinh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác và nói lời phù phiếm vô ích, có tâm tham lam, sân hận, tà kiến, tức là có chúng sinh sống với cái 10 ác nghiệp. Nhưng sau khi chết, chúng sinh ấy được sinh về thiện thú thiên giới, cõi người, cõi trời, tức là chúng sinh ấy sau khi chết lại sinh về cái cõi thiện, cõi này. Nên vị Sa Môn Bà La Môn ấy tuyên bố rằng không có đời này, không có đời sau, không có đời này, không có đời sau, không có nghiệp thiện, không có nghiệp bất thiện, không có quả của nghiệp thiện, không có quả của nghiệp bất thiện. Đấy là hạng Sa Môn Bà La Môn thứ hai. Thì có một hạng Sa Môn Bà La Môn thứ ba thì cũng như hạng thứ nhất, đó là với một cái tâm định tĩnh, do cái sự nỗ lực không phóng dật thực hành thiền định, cho nên là có được thiên nhãn trí và quan sát thấy có những chúng sinh tạo những cái thiện nghiệp,
về thân, về khẩu, về ý, tức là tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm và tránh xa được 10 cái ác nghiệp. Những chúng sinh đấy sau khi chết sinh về cõi trời, cõi người. Thì vị Sa môn Bà La môn đấy tuyên bố rằng là có đời này, có đời sau, có nghiệp thiện, có nghiệp bất thiện, có quả của nghiệp thiện và có quả của nghiệp bất thiện. Nhưng vị Sa môn Bà La môn thứ hai và thứ ba, thì có vị Sa môn Bà La môn thứ tư, thì cũng như cái vị thứ hai, đó là khi mà nỗ lực thực hành thiền định, có được thiên nhãn trí, quan sát sự sống chết của chúng sinh, vị ấy thấy rằng những cái chúng sinh tạo những cái thiện nghiệp như là tránh xa 10 cái ác nghiệp trên, tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và không có tâm tham lam, sân hận, tà kiến, nhưng mà khi chết vẫn đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cho nên vị ấy tuyên bố rằng không có đời này, không có đời, không có nghiệp, không có nghiệp và không có quả của nghiệp, không có nghiệp thiện và không có nghiệp bất thiện, không có quả của nghiệp, không có cái quả của nghiệp, không có nghiệp thiện, không có nghiệp bất thiện và không có quả của nghiệp thiện hay quả của nghiệp bất thiện. Đó là có bốn hạng Sa môn và Na môn khác nhau như vậy. Và Đức Phật nói rằng nếu như một vị Sa môn hay Bà La môn nào mà khi mà thấy những cái chúng sinh tạo 10 cái ác nghiệp mà bị đọa vào cái cõi khổ, bốn cõi ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna, và vị ấy tuyên bố rằng là vị ấy tuyên bố rằng là chúng sinh nếu tạo các cái ác nghiệp thì phải đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna. Thì vị đấy nói đúng, nhưng mà có cái vị Sa môn Bà La môn nào nói rằng tất cả chúng sinh khi tạo các cái ác nghiệp đều phải đọa vào cõi khổ. Đấy, thì vị đấy nói chưa chắc đã đúng, bởi vì có những chúng sinh tạo những cái nghiệp bất thiện mà đến lúc người ta vẫn tái sinh về cõi này là làm sao? Cái nguyên nhân có cái sự sai khác trong cái lúc tái sinh đấy là do cái tâm mà đi tục sinh này. Đấy, có thể nó bắt vào một cái nghiệp quá khứ, một chúng sinh. Một chúng sinh tạo ác nghiệp, tạo 10 ác nghiệp, rồi tái sinh vào bốn cõi khổ. Là do cái nghiệp bất thiện đấy nó trổ quả ngay trong kiếp này. Do cái nghiệp bất thiện trổ quả ngay trong cái kiếp này, trổ quả trong kiếp. Trong kiếp thứ nhất có thể nó sẽ trổ quả trong kiếp thứ hai, cũng có thể cái nghiệp đấy nó sẽ trổ quả trong kiếp thứ ba. Một cái nghiệp bất thiện ấy, nó sẽ trổ quả ngay trong cái kiếp thứ nhất này, thì cái vị đấy tái sinh ngay. Nhưng mà cũng có một chúng sinh tạo 10 ác nghiệp, nhưng khi chết vị ấy vẫn sinh thiên, sinh cõi này, là do cái ác nghiệp đấy không có cơ hội trổ quả trong cái lúc tái sinh. Không có cơ hội trổ quả. Khi tục sinh. Không, cái ác nghiệp mà vị đó tạo không có cái cơ hội trổ quả trong cái lúc tục sinh. Mà một cái thiện nghiệp trong trước đó
mà một cái thiện nghiệp trước đó nó có cơ hội trổ quả. Thiện nghiệp trước, hoặc là cái lúc lâm chung vị đó có chánh kiến, hoặc cái lúc lâm chung có chánh kiến, cái lúc cận tử ấy có chánh kiến, thì tất cả những cái chúng sinh mà đi tái sinh với cái tâm bất thiện ấy, thì là nó đều đã là tâm bất thiện thì nó không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì nó phải là cái tâm tà kiến. Đấy, tâm, những cái tâm si nó không có tuệ mà. Nhưng mà bất ngờ đến cái lúc mà vị đó vào cái thời điểm cận tử đấy, có một cái người thân nào đấy, người ta đến, người ta khai mở, người ta sẽ nhắc nhở những cái vị đó. Có thể là người ta thuyết cho vị đó nghe một bài pháp, có thể người ta nhắc nhở vị đó hãy nhớ đến những cái điều chân chính tốt đẹp, thì vị đó sẽ chết với cái tâm chánh kiến ở cái thời điểm cận tử này. Như là trong kinh Đức Phật có nói về một cái kiếp quá khứ, một cái kiếp quá khứ khi mà một vị Đức Phật lúc đấy còn đang tu hạnh Bồ Tát, và trong gia đình có cái truyền thống là theo cái đạo thờ nửa, và người ta tin rằng nếu mà thờ nửa thì trong nửa có thần mà, thì thờ cái vị thần nửa này, tức là khi mà lúc bắt đầu sinh ra thì cha mẹ sẽ nhóm lên một ngọn lửa, và cái vị này có cái phận sự là duy trì cái ngọn lửa này cho đến hết cuộc đời, tức là phải bằng một cái giá nào đấy phải duy trì cái ngọn lửa đấy đến hết kiếp. Và nếu mà người nào duy trì được cái ngọn lửa từ lúc sinh ra đến lúc chết thì khi chết người sẽ sinh về thiên giới, sinh về cái cõi phạm thiên. Thì trong một cái kiếp quá khứ, tiền thân của Đức Phật đang hành Bồ Tát cũng thực hành cái hạnh thờ nửa như vậy. Nhưng mà khi mà đến lúc chết thì cái tướng nửa nó hiện ra, tức là cái nghiệp tướng ấy. Cái nghiệp tướng là cái nimitta, kamma nimitta, cái nghiệp tướng nó hiện ra là một cái ngọn lửa, nó hiện ra trong tâm. Và với cái thiện nghiệp của mình thì cái vị Bồ Tát đấy nhận ra là đây là nửa địa ngục. Và lúc đấy vị đó chợt hiểu ra rằng là ta đã thực hành sai pháp, cái pháp ta thực hành là tà pháp, cho nên bây giờ nó dẫn đến cái kết quả là ta sẽ bị đọa xuống địa ngục và sẽ bị thiêu đốt bởi cái ngọn lửa ở dưới địa ngục này. Và ngay trong cái lúc đấy, vị đó buông bỏ cái tà kiến đấy, không có chấp vào cái pháp môn thờ nửa nữa. Và vị đó đã vì buông bỏ cái tà kiến đấy thì cái tâm nó trở thành chánh kiến. Cái tâm nó trở thành chánh kiến ngay trong phút lâm chung đấy, và vị đó sinh thiên luôn. Vị Bồ Tát đấy sinh thiên giới. Đó là trong cái thời điểm cận tử có chánh kiến. Có rất là nhiều người đến tận cái lúc lâm chung cuối cùng rồi mới vớt vãn được nghiệp. Như là cái thời Đức Phật, lúc bấy giờ thì có một cái chàng thanh niên này, khi mà còn sống thì hay đi làm cái nghề ăn trộm ăn cướp, khi mà ăn chơi chơi bời để táng gia bại sản, mất hết của cải tài sản rồi để đi theo cái bọn ăn trộm ăn cướp, và đến khi bị quan quân nhà vua bắt và đem đi chém đầu. Thì lúc đấy ngày một kiền niên dùng thần thông quan sát biết được rằng là cái người này suốt đời chỉ tạo ác nghiệp, cho nên bây giờ chết chắc chắn phải đọa xuống địa ngục, và bây giờ ta sẽ cứu cái người này khỏi đọa xuống địa ngục. Thì cái vị mà từ tù này trên cái đường giải đi ra pháp trường để chém đầu, thì có một cái cô bạn gái cô gửi cho một cái số cái thức ăn, là cái đồ ăn là bánh kẹo nước ngọt ấy. Và cô nói với những cái người làm cái phận sự tử hình ấy là hãy để cho cái chàng trai, cái người tử tội này được ăn một bữa cuối cùng. Thì mọi người đồng ý cho cái vị này ăn một bữa cuối cùng. Khi mà cho vị đó đang chuẩn bị ăn ấy, thì ngày một cái niên ngày dùng thần thông ngày bay đến đấy, ngày đứng trước cái vị đó. Thì cái vị này lúc đấy khởi lên cái tâm hoan hỉ mà bây giờ ta sắp chết rồi, ta chẳng có cái tâm trạng nào để ăn uống nữa, mà có ăn uống thì nó cũng chẳng có duy trì cái mạng sống của ta, chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy ta hãy cúng dường cái thức ăn này đến một cái vị tu hành có giới đức này, có thể ta sẽ tạo được một cái thiện nghiệp. Và cái lúc đấy vị đó dâng cúng dường ngày một kiền niên cái phần thức ăn cuối cùng của đời mình. Ngày một kiền niên thọ nhận ngồi ngay trước mặt để ăn cho vị đó hoan hỉ.
Thì với cái tâm cận tử ấy, đến cái thời điểm cận tử đấy, vị đấy mới có được một chút thiện nghiệp, có được một chút thiện nghiệp, và vị đấy nhờ cái thiện nghiệp đấy mà thoát khỏi cái cõi khổ. Thì có những cái người đấy, người ta suốt đời tạo những cái bất thiện nghiệp, nhưng mà giờ phút lâm chung người ta có thể khởi nên được một cái thiện nghiệp, hoặc khởi nên một cái chánh kiến ở trong tâm đấy, người ta biết được rằng cái những cái hành động của mình là sai trái đấy. Thì vì như là có những cái người làm rất nhiều việc bất thiện, nhưng mà đến lúc chết đấy, được nghe một cái bài pháp, được nghe kinh kệ, thì những cái lời kinh đấy mà nó ăn sâu vào trong tâm trí, thì nhờ cái thiện nghiệp đấy vị đấy có thể sinh thiên. Như trường hợp một con nhái, một cái con cóc, nhưng mà Đức Phật thuyết pháp ở bên một cái bờ sông, rất nhiều người nghe pháp, thì lúc đấy có một con cóc nó cũng nhảy đến, nó nghe pháp. Thì với trí của con cóc thì nó chỉ nghe được cái âm thanh của Đức Phật rất là hay và nó rất là thích thú. Và trong cái lúc đấy có một người chăn bò cũng đi chạy đến nghe Đức Phật thuyết pháp, cầm cái cây gậy chống vào đầu con cóc ấy. Con cóc ấy nó chết với cái tâm mà nó đang nghe pháp của Đức Phật. Vậy là nhờ cái thiện nghiệp ấy nó sinh về cõi trời. Vậy bây giờ thử hỏi rằng là một con vật ấy, nó chết khi mà nó có một cái thiện nghiệp như thế, thì nó có trí tuệ không? Nó có thể, cái tâm tục sinh nó có thể trở thành một cái tâm tục sinh tam nhân được không? Có hay không? Một người nói không. Có ai nói có không? Một con vật nó có thể có được trí tuệ không? Một con vật nó chết, nó tạo nghiệp, trong cái lúc mà nó còn sống ấy, nó có tạo được cái nghiệp mà hợp trí không? Đấy, thế là khi mà cái con cóc này nó sinh thiên rồi ấy, thì nó trở thành vị chư thiên, và nó tác ý là nguyên nhân nào ta được sinh thiên, thì nó hướng về kiếp trước, nó thấy mình là con cóc và nó thấy là mình nhờ nghe pháp của Đức Phật mà sinh thiên, thì cái vị thiên đó lại bay xuống trước Đức Phật cùng với cái lâu đài của mình xuống đấy để Đức Thế Tôn và tiếp tục nghe pháp, thì Đức Phật thuyết pháp cho cái vị thiên đấy nghe, thì cái vị thiên đấy nghe xong bài pháp chứng được sơ quả dự niu. Chứng được sơ quả dự niu thì là cái người đấy thuộc vào hạng người gì? Người đó phải là người tam nhân ha. Vậy thì cái tâm tục sinh của cái vị chư thiên đấy là tâm tục sinh nhỉ? Tâm tục sinh tam nhân. Vậy thì cái con cóc lúc ấy nó nghe pháp nó có hiểu không? Nó có tuệ ở trong cái lúc nó nghe pháp không? Nó có cái tuệ, nó có cái tuệ rằng nó nghe pháp, nó không có hiểu ý nghĩa của pháp, nhưng nó biết là đây là pháp của Đức Phật đang thuyết giảng. Nó có cái trí mà nó biết được rằng đây là pháp của Đức Phật. Đấy là cái trí của nó. Và khi mà nó tâm nó tái sinh với cái tâm tục sinh là tam nhân. Đó là cái tâm nghe pháp, cái lúc mà nó đang nghe pháp đấy là cái tâm thiện, là cái tư tâm sở, nó đi kèm với tâm đại thiện dục giới, và nó có cái trí này, nó biết là đây là Đức Phật đang thuyết pháp, đây là pháp của Đức Phật. Nó có cái trí vậy thôi. Nhờ cái trí đấy mà nó sinh về cõi thiên, nó trở thành một chư thiên tam nhân. Vậy cái con vật nó vẫn biết được đây là Phật, đây là một cái pháp của người tu. Bởi vì có thể là do một cái kiếp quá khứ rất gần đấy, nó là người hoặc nó là chư thiên, nó đã từng được gặp Phật. Cho nên bây giờ mặc dù nó sinh thiên, nó vẫn có cái thiện nghiệp đấy, nó vẫn có cái trí tuệ, nó vẫn phân biệt được. Đây là người tốt, đây là người xấu, đây là người thiện, đây là người ác, đây là người tu hành, đây là cái người hung dữ, nó biết. Cho nên là mấy cái con chim nó bay đến gần mấy người tu ấy, nó không có sợ. Mà bay đến gần mấy cái người đi săn ấy là nó sợ. Nó sợ, nó biết, nó vẫn biết đây là người tốt, đây là người xấu, người thiện, người ác. Đấy là cái lúc lâm chung có chánh kiến. Thì đó là cái nguyên nhân mà có những cái người tạo cái nhiều cái ác nghiệp, nhưng mà đến lúc chết người ta vẫn sinh về cõi này. Và cái nguyên nhân của một cái chúng sinh tạo các thiện nghiệp, thiện nghiệp mà khi chết mà sinh về cõi này, cõi trời hoặc cõi người, là do cái thiện nghiệp đấy nó có cơ hội trổ quả ngay trong cái kiếp đấy.
cái thiện nghiệp nó có cơ hội trổ quả ngay trong kiếp đấy. Thì cái chúng sinh đấy đi tái sinh bằng cái thiện nghiệp đấy là sinh thiên giới. Còn một cái chúng sinh tạo cái thiện nghiệp, nhưng mà khi chết vẫn sinh về bốn cõi ác đạo, bốn ác thú, là do cái thiện nghiệp đấy nó không có cơ hội trổ quả trong cái lúc đi tái sinh, mà nó có một cái bất thiện nghiệp ở trước đó, hoặc là khi vị đó, hoặc là cái khi lâm chung nhé, có một cái tà kiến nó khởi lên trong tâm. Vị này khi mà còn sống tạo rất nhiều cái thiện nghiệp, nhưng mà bỗng dưng đến cái lúc chết, cái thời điểm cận tử đấy, vị ấy lại khởi lên một cái bất thiện nghiệp, khởi lên một cái tâm tà kiến. Tức là khi mà còn sống thì vị đấy không có làm việc ác, nhưng mà khi chết, một là cái nghiệp bất thiện trong quá khứ nó trổ quả, vị đấy vẫn đọa vào cõi ác. Hai là cái lúc mà vị đó chết, vị đó khởi lên một cái tâm, một cái tâm sân. Ví dụ có một cái người, một cái người mà oán thù, mà có cái tâm oán ghét, là người ta đến người ta thăm, người ta nói kích mấy câu, đáng đời người chết đi cho sớm, nói một cái câu đấy, vị đó sẽ chết với một cái tâm ấm ức, cái tâm ấm ức đấy. Mặc dù sống thì rất là tốt, rất là làm nhiều việc thiện, nhưng mà chết với cái tâm bất thiện, đọa xuống địa ngục luôn. Hoặc là đến cái lúc chết có một cái người rất là thân thương, họ đến họ thăm, chàng ơi sao chàng bỏ thiêm mà đi. Thế là cái lúc đấy là cái người này sẽ chết với tâm gì? Tham ái. Chết với tâm tham ái là sẽ sinh làm ngã quỷ luôn. Hoặc là lúc đấy chết mà có rất nhiều điều mà chưa nhắn nhủ được người thân, có một cái đống tài sản này cho người này vay, nhưng mà bây giờ chưa kịp nói, mà lúc ấy nó cấm khẩu thì không nói ra được nữa, và chết nó cứ nghĩ đến cái đống tài sản đấy. Vậy là vị đấy cũng sinh vào cái cõi khổ ác thú địa ngục, quỷ súc sinh Atuna này. Nên là nhiều người làm những cái việc thiện dục giới, đến lúc chết mà sinh về cái cõi dục giới này nó không có chắc ăn lắm, bởi vì người đó không làm chủ được tâm trong cái thời điểm cận tử này. Rất nhiều người mặc dù khi sống tạo nhiều thiện nghiệp, nhưng mà thời điểm lâm chung này thì là cái thời điểm nó quyết định nhiều vấn đề. Bất cứ một cái tà kiến nào đấy nó khởi lên trong cái lúc lâm chung, bị ấy sẽ đọa vào cái cõi khổ này. Vì vậy cho nên là những cái vị sa môn, bà la môn nào mà nói rằng là sau khi chết tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh đều phải đọa vào cái cõi khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh là nói không đúng. Chỉ có một số chúng sinh tạo những cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp. Thế thì tất cả những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện này nó có thể trổ quả trong cái lúc đi tái sinh ấy, nó có thể trở thành cái nghiệp tái sinh. Tức là nó chỉ có một trong số rất nhiều những cái nghiệp mà mình, cái vị đó đã tạo, một trong số rất nhiều những cái nghiệp thiện hoặc bất thiện mà đã tạo, nó trở thành một cái nghiệp tái sinh. Vậy còn lại những cái nghiệp khác, nó sẽ trở thành cái nghiệp duy trì, hay nó còn gọi là trở thành cái nghiệp hỗ trợ. Nghiệp hỗ trợ khi mà nó sẽ trổ quả sau khi vị đó đã tái sinh. Nghiệp hỗ trợ, cái nghiệp này nó sẽ trổ quả sau khi tái sinh. Một ngày mình có thể tạo rất nhiều nghiệp, có cả nghiệp thiện, có cả nghiệp bất thiện. Và một năm thì mình sẽ tạo vô số nghiệp, một đời thì sẽ tạo quá nhiều nghiệp.
sống một kiếp sống, làm người tạo rất nhiều nghiệp. Nhất là ở cõi người này, tạo những cái nghiệp thiện cũng dễ, tạo nghiệp bất thiện cũng dễ. Nên là sinh ở cõi người ta thường tạo được nhiều nghiệp hơn ở các cõi khác. Càng nghiệp thiện cũng vậy, nghiệp bất thiện cũng vậy, cũng ở cái cõi người này tạo ra vô số nghiệp. Thì khi mà chấm dứt mạng sống ở một cái kiếp sống đấy, một chúng sinh đấy chỉ ra đi với một cái nghiệp trong vô số những cái nghiệp đấy. Thế là đi tái sinh với một nghiệp trong vô số nghiệp. Còn những cái nghiệp còn lại, những nghiệp còn lại nó trở thành nghiệp hỗ trợ. Những cái nghiệp mà nó không có cơ hội trổ quả trong lúc tái sinh thì nó sẽ trở thành cái nghiệp nó hỗ trợ cho cái chúng sinh đấy sau khi đã tái sinh rồi. Trổ quả hỗ trợ. Nếu là những cái nghiệp bất thiện thì nó sẽ trổ thành những cái quả, quả bất thiện, nghiệp quả bất thiện. Một là nghiệp quả bất thiện. Quả bất thiện. Thì khi mà mình tạo nghiệp ấy, thì nó, cái tâm nó tạo nghiệp, nó là cái tư tâm sở ấy. Tư tâm sở nó tạo nghiệp. Vậy đến lúc mà nó thọ quả báo thì cái gì nó thọ? Thì cái gì nó thọ quả báo? Thân thì nó thọ hay tâm nó thọ? Cái gì thọ? Nhưng bây giờ, bây giờ mà cái thân của mình nó không có tâm thì bây giờ nó có biết đau đớn gì không? Nó không biết đau đớn. Mình có mang đi chôn nó không đau, mang đi đốt nó không đau, mang đi cưa mổ cắt xẻ nó không đau. Nhưng mà có tâm thì nó sẽ đau. Vậy thì cái mà nó cảm thọ, cái cảm thọ cái quả của nghiệp ấy, nó là do các cái tâm. Vậy thì có bao nhiêu tâm mà nó thọ cái quả bất thiện này? Giờ nó sẽ có bằng này tâm. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Quả bất thiện. Nếu như cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, nó trổ quả vào cái nhãn thức này, thì cái nhãn thức này nó sẽ thọ cái quả bất thiện này bằng cái sự thấy, bằng cái sự thấy, thấy cảnh xấu xa, thấy cảnh xấu không ưa thích, không hài lòng, thích không hài lòng. Đây là một. Những cái nghiệp bất thiện khi mà nó trổ quả trong cái kiếp sống của mình, nếu như mà nó mà trổ quả trên nhãn thức thì cái mắt, tức là trước mắt của mình là những cái cảnh không hài lòng. Tức là mình luôn luôn mong cầu những điều tốt đẹp, những cái điều đáng ưa thích, nhưng mà luôn luôn gặp phải những cái cảnh không ưa thích. Thì đấy nè, thọ nhãn thức thọ cái quả bất thiện, nhãn thức thọ giả quả bất thiện, là khi mình luôn luôn thấy những cái cảnh không hài lòng, luôn luôn thấy cái cảnh không như ý. Muốn mặc cái áo đẹp nhưng mà không đủ tiền để mua, phải mua cái áo xấu. Muốn mua cái nhà thật đẹp, thấy người ta có cái nhà cao mình thích mua nhưng mà không đạt được, không có đủ vì mình phải ở cái nhà xấu. Muốn mua cái xe đẹp nhưng mà không có đủ tiền, mình phải mua cái xe xấu, mình phải đi cái xe ọp ẹp xấu xí. Thì đấy là do nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Nhưng mà cũng có người, người ta cái xe xấu, cái nhà xấu, cái quần áo xấu, mọi cái thứ xấu nhưng mà người ta vẫn ưa thích thì sao? Thì có đấy có phải là cái tâm quả bất thiện nó trổ không? Nó lại là quả thiện nó trổ. Nhưng với người ta, cái nhà của tôi thế là đẹp rồi, y của tôi vậy là đẹp rồi, mặc thô vậy là đẹp rồi,
Mọi người bảo tôi xấu nhưng mà tôi thoi gương tôi thấy tôi đẹp. Thì cái lúc đấy không phải là thọ xả quả bất thiện nữa, không phải là thọ cái quả bất thiện mà thọ cái quả thiện. Nhưng mà quả thiện đấy nó tùy theo mỗi người. Ví dụ cái người mà có cái phước lớn thì người ta thấy rằng là như thế là xấu. Nhưng mà cái người mình làm cái việc thiện nhỏ ấy, mình thấy như thế không xấu, với tôi như thế là đẹp rồi chẳng hạn. Thì đấy là do cái quả của mỗi người mỗi khác ấy. Người phước lớn thì người ta thấy những cái thật lớn họ mới hài lòng. Chứ bây giờ mình quý con chó nhá. Mình làm một cái vòng bằng vàng mình đeo vào cổ nó có thích không? Nó bảo không biết mẹ cha thằng nào nó xích mình, nó làm khổ mình, nó hành hạ mình. Thế nó nhìn thấy cái cảnh đấy, mình trông người là đẹp nhưng với nó là gì? Với nó là thọ quả khổ. Nhưng bây giờ đem cái vòng đấy mà đeo vào người thì sao? Sướng, thích quá. Đấy là, thì cái tâm này là nhãn thức thọ quả thiện hay quả bất thiện. Nó tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái nghiệp. Thế bây giờ mình mà nuôi con vật gặm nhấm như là con thỏ hay là con dê, con đấy mà mình mang cho nó một mâm cơm có thịt, có cá, có xôi, có gà, có rượu, có thiếc ấy. Bà này hãy ăn đi, hãy xài đi, thưa ông, thưa ngài. Thì nó có cảm ơn mình không? Mình bây giờ cái đồ ngon như thế này, cao quý, cao thượng như thế này, tôi mới sắm cho ngài, sao ngài không dùng? Sao ngài không dùng? Với nó làm sao? Lúc ấy trong bụng nó nghĩ sao? Cha bố cái quả đều, cho ông ăn thế này, cho ông chết hả? Nhưng mà lúc đấy mà đưa cho nó nắm rơm khô thì sao? Nó hoan hỉ, nó thích. Mà đưa nắm rơm này cho người khác có sao? Mình ăn đòn luôn. Vậy nó tùy theo cái thọ, cái quả báo của mỗi chúng sinh. Thì cái nghiệp nó trổ quả. Sau khi tái sinh nó là như vậy. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Nào, nghe âm thanh. Nghe âm thanh dở, không ưa, không thích. Đó. Bây giờ cho một cái đĩa nhạc ấy. Một cái đĩa nhạc mà mình cho cái người, người ta thích nhạc ấy. Thì với người ta đấy là một món quà. Nhưng mà bây giờ biếu cái đĩa nhạc ấy với một người đang hành thiền nhỉ? Thì cái người đó coi người ta, cái người mà đắc thiền người ta ghét nhạc đó. Ai mà cho nhạc họ là coi như là đang hủy hoại cuộc đời họ. Nghe nhạc nó rất thiền. Ai mà đang hành thiền đừng có nghe nhạc. Thì những cái âm thanh ấy, cả những cái âm thanh thôi. Những cái người nào mình cứ nghe người khác người ta nói xấu mình, nghe người khác người ta gièm pha, người ta chê bai mình, đấy là nghe cái âm thanh không ưa, không thích. Nên bây giờ mà một người mà đi đâu cũng được người ta khen, ví dụ như một ông vua đi đâu cứ vạn tuế được nghe cái từ đấy, được nghe cái từ mọi người ta xưng tán ấy. Nên là những cái người nào đi đến đâu cũng được mọi người vỗ tay, hoan hỉ, tán thán. Thì đấy là cái nhĩ thức thọ xả quả thiện. Còn đi đâu cũng nghe thấy người ta chê bai, người ta chửi mắng. Đi đâu cũng bị mắng, đi đâu cũng bị chửi. Đấy là do nhĩ thức thọ cái quả bất thiện. Là luôn luôn nghe cái âm thanh không ưa, không thích này. Thì cái người mà bị cái nghiệp bất thiện nó trổ vào cái nhĩ thức này. Thì đi đâu cũng bị người ta mắng, bị đồng, đi đâu cũng bị người ta chửi. Đi đâu cũng bị người ta chê bai. Đi đâu cũng bị người ta nói chọc, nói xấu, nói cạnh, nói khóe mà làm cho cái người đó đau đầu, mệt mỏi. Đấy là do nhĩ thức nó thọ cái quả bất thiện. Tị thức. Đấy. Thì cái vị này là ngửi cái mùi không ưa, không thích. Nhà vào thì mùi thơm phức này, mà có người thì đi đến đâu nó có một cái mùi nó bốc lên làm cho người khác đau mũi. Nó tùy theo từng người.
Thì cái người mà luôn luôn đi đâu mà cũng gặp phải cái mùi xú uế. Chú ấy, ví dụ có cái người ta sống ở những cái nơi môi trường bị ô nhiễm, người luôn luôn phải hít vào những cái không khí bị ô nhiễm, không khí ô nhiễm xung quanh đấy toàn những cái mùi hôi thối bốc lên, thì cái người đấy cũng là do cái quả của cái nghiệp bất thiện nó trổ, người đó mới phải chịu ngửi cái mùi không ưa không thích và thiệt thực. Thì người này thọ cái quả bất thiện thì người này luôn nếm cái vị không ưa thích. Nếm cái vị không ưa thích thì tức là vị này luôn luôn phải ăn những cái món mà mình nó không hợp. Vị này mà thích ăn ngọt người ta cho ăn chua. Vị này mà thích ăn nhạt thì người ta cho ăn mặn. Vị này mà thích ăn ngon, thích ăn thịt cá người ta toàn cho ăn rau. cứ luôn luôn phải ăn những cái mà mình không ưa không thích, chán ngấy, thì đó là thiệt thức thọ cái quả bất thiện này. Thân thức nên mỗi người nó có một cái nghiệp khác nhau, mỗi người nó có cái quả của nghiệp khác nhau. Nhưng với một cái người này, cái món ăn này, cùng một cái món ăn với người này là một cái món thượng vị, nhưng với người khác là một cái món rất là ngao ngán, chán chường. Thì đấy nó cũng là do cái quả của nghiệp này nó trổ cho mỗi một cái người có một cái sở thích khác nhau như vậy. Chứ không phải là tự nhiên mà nó như thế. Thân thức, thọ giả quả, bất thiện thì cái người này luôn luôn sẽ có những cái cảm, những cái xúc chạm không ưa, không thích. Thân thức thọ khổ. Riêng tất cả những cái thức khác thì nó thọ giả. Những cái thức nhãn nhĩ tị thiệt thức mà khi mà nó thọ cái quả bất thiện nó đều đi với cái thọ giả. Nhưng mà tâm với cái thân ấy nó mà trổ cái quả bất thiện ở trên thân thì nó sẽ có cái thọ khổ. Đấy, với cái thân nó sẽ khác với các cái thức khác, thân thức. Thân thức nó có cái thọ, nó là quả của bất thiện thì nó là quả thọ khổ. Thân thức thọ khổ, quả bất thiện là xúc chạm không ưa thích. Nhưng bây giờ thân thức mà bị ăn đòn, bị người khác đánh đòn ấy, thì đấy là xúc chạm cái sự không ưa thích. Không phải tự nhiên mà cái người đó bị đánh đòn, là do cái quả bất thiện nó trổ vào cái thời điểm đấy cho nên bị người ta đánh. Hay là bây giờ mình đang đi, mình bị té, mình bị ngã xe, mình bị tai nạn, mình bị vấp ngã, mình bị đau đớn ở trên thân này, cũng không phải là tự nhiên. Nó là do cái nghiệp, cái quả của nghiệp lúc ấy nó trổ quả, và cái người đó phải chịu cái nỗi khổ về thân, là xúc chạm cái cảnh không ưa không thích. Đấy là khi mà cái quả nó trổ, cái quả nó hỗ trợ, cái nghiệp bất thiện trong quá khứ nó trổ thì nó mới trổ cái quả như thế. Còn có thêm một cái tâm nữa là tâm tiếp thâu. Tâm tiếp thâu thọ giả quả bất thiện. Quả bất thiện thì cái tâm này nó mà trổ cái nghiệp bất thiện vào cái tâm này thì cái tâm này luôn luôn tiếp nhận cái cảnh không ưa thích. Mình luôn luôn phải tiếp nhận, luôn luôn phải tiếp nhận. Mình bắt mình phải làm những cái việc mình không thích làm, không thích làm, nó là phải tiếp nhận. Một cái người, người ta làm một cái nghề gì đó mà bị ép buộc, bị người khác ép phải làm, thì người ta làm trong với cái tâm trạng khổ sở. Thì cái này
Khi mà bị người khác ép mình làm một cái việc mà mình không ưa, không thích, đó là mình đang tiếp nhận một cái cảnh không ưa, không thích của cái quả bất thiện này. Cái quả bất thiện này, không ưa, không thích. Một cái người đi tu mà bố mẹ cứ bắt mày phải ở nhà, mày phải đi lấy vợ, thì khi lấy vợ tiếp nhận cảnh không ưa thích, nó khổ. Được đi tu thì nó mới thích hơn. Tiếp theo, tâm suy xét. Tâm suy xét, tâm suy xét thọ giả quả bất thiện thì luôn luôn phải suy xét cảnh không ưa thích. Vậy tâm quả bất thiện có bao nhiêu tâm? Tâm quả bất thiện có 7 tâm. Vậy tổng cộng lại có 7 tâm thọ quả bất thiện, 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Trụ quả khi tái sinh có 7 tâm. 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Quả bất thiện bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Thì quả thiện vô nhân nó có bao nhiêu tâm? Quả thiện vô nhân, bây giờ đến quả thiện vô nhân. Quả bất thiện, quả thiện vô nhân, nghiệp quả thiện vô nhân. Thiện nghiệp quả thiện. Nghiệp quả thiện nó cũng có nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Nếu cái nghiệp thiện đấy nó trổ quả trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, nếu mà nó mà trổ quả nhãn thức thì người đó luôn luôn được thấy những cái cảnh ưa thích, thấy cảnh đẹp ưa thích hài lòng, thấy cảnh đẹp ưa thích, đáng ưa thích, thấy cảnh đẹp đáng ưa thích. Mình đi đâu mình cũng, bây giờ mọi người luôn luôn được nhìn thấy hoa có đẹp không? Đấy là có thọ, thọ cái quả thiện không? Có, nhờ có đến chùa mới thọ quả thiện ha. Nó mới trổ được cái quả thiện trong nhãn thức, mình nhìn thấy cảnh gì nó cũng đẹp. Nhìn cái Phật, Phật có bao giờ xấu không? Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Phật đẹp ha. Nhìn thấy chùa, chùa có xấu không? Chùa rột nát thì có xấu không? Vẫn đẹp ha. Chùa rột thì vẫn đẹp, mai mốt xây chùa mới, nguồn phước xây chùa mới cho nó đẹp để cho mọi người được thọ cái quả quả thiện ha. Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân là thấy cảnh đẹp đáng ưa thích. Thì cái người nào mà càng có cái thiện nghiệp ấy, nhiều ấy, nó trổ quả nhiều ấy, thì người đó càng luôn luôn được thấy những cái cảnh đẹp như vậy. Ví dụ cái người mà hay được đi du lịch ấy, đi du lịch có ai người ta đi thăm những cái nơi nhà vệ sinh không? Tất nhiên ai cũng phải đi vào đấy ha. Nhưng mà người ta được đi theo những cảnh đẹp. Đấy là làm sao? Quả thiện nó trổ. Không phải tự nhiên mà cái người đó mà có tiền đi du lịch không? Không phải là do cái kiếp trước nó bố thí nhiều lắm rồi đấy. Cũng ràng các cái bậc có giới đức nhiều lắm thì bây giờ cái quả thiện nó trổ. Mới được đi đó đi đây, được đi xem cảnh này, cảnh khác. Được thấy những cái đẹp, nó là nhãn thức, họ quả thiện, vô nhân, nhĩ thức. Thọ xả quả thiện vô nhân là nghe âm thanh hay,
hay ưa thích. Tức là người này hay được nghe tán thán, hay được nghe mọi người ca ngợi. Ê, ca ngợi rồi, bạn thật là người thông minh, bạn thật là một cái người đẹp trai, bạn thật là một cái người hào phóng, bạn thật là một người trí tuệ, người cái nọ kia đấy, thành công, thành đạt. Nhưng mà bây giờ có một người mình không có đáng như thế mà nịnh thì có phải là được không? Nếu một người luôn luôn đi đông được mọi người khác người ta nịnh thì cái đấy có phải là nhị thức thọ xả quả thiện không? Để người ta nịnh, người ta lừa sao? Lúc mình nghe thấy chưa? Nghe theo nó rồi sẽ bị trổ ngay cái quả bất thiện ngay. Nhị thức luôn luôn được nghe những cái lời ưa thích vừa lòng, không có ai người ta phỉ báng mình hết, được tán thán, được ca ngợi. Đấy là cũng là do cái nghiệp thiện nó trổ quả thì mình mới được nghe những cái lời tán thán, được nghe những cái âm thanh ưa thích vừa lòng như vậy. Nhưng nghe pháp thì sao? Nghe pháp thì có chán không? Có buồn ngủ không? Không. Vậy là đang trổ quả thiện nhá. Nghe pháp buồn ngủ là trổ quả bất thiện. Ngày xưa ở bên Miến Điện có vị thiền sư kể chuyện này nè. Có một cái ông, có một cái vị giảng sư ấy, thì khi chết thì bị đọa vào địa ngục gặp Diêm Vương. Diêm Vương bảo là ông phải vào địa ngục đây. Cũng cùng lúc đấy thì có một cái ông tài xế, ông vừa chết xuống đấy. Cho nên là Diêm Vương hỏi: ngươi làm nghề gì? Tôi làm tài xế. Bảo vậy thì ngươi không đáng vào địa ngục, ngươi được lên thiên đường. Thế là cái ông sư này ông bảo: ông, tôi làm giảng sư, tôi đi dạy người ta làm việc thiện suốt cuộc đời, tại sao giờ lại bắt tôi vào địa ngục? Còn cái ông kia ông làm cái gì? Ông làm tài xế xe, ông lái xe chứ ông làm gì đâu mà cho ông lên thiên đường. Thế là Diêm Vương mới bảo rằng là đúng là vì ông làm pháp sư, ông giảng pháp, rất nhiều người phải đọa vào địa ngục. Còn vì cái ông này, ông làm tài xế, ông lái xe rất là ẩu, nhờ vậy mà rất nhiều người được sinh thiên. Bây giờ mà cho ông ấy xuống địa ngục thì nó không đáng, cho ông lên thiên đường nó cũng không đáng. Thế là ông sư hỏi tại sao? Và tại vì lúc ông giảng pháp mới làm cho người ta ngủ gật. Người ta ngủ gật, người ta phạm vào cái tội đó là khinh mạn pháp, không cung kính pháp mà, không cung kính pháp mới ngủ gật. Cho nên là khi người ta chết với cái tâm mà không có tôn trọng pháp, người ta phải đọa. Người ta phải đọa, cho nên là bây giờ cũng phải cho ông đọa để ông nhớ. Nhớ lần sau ông có giảng pháp phải giảng hay mà. Để cho người ta khỏi buồn ngủ. Còn cái ông tài xế mà, thế ông tài xế ông làm được cái nghiệp gì tốt? Ông bảo, ông tài xế này ông lái xe rất là ẩu, ông phóng rất là nhanh. Và những người ở trên xe sợ chết cho nên niệm Phật. Trong cái lúc người ta sợ chết thì người ta Buddha, Buddha, Buddha. Thế thì nhờ người ta niệm Phật như vậy đến lúc chết người ta vẫn nhớ được câu niệm Phật và người ta sinh thiên. Cho nên bây giờ cũng phải cho ông sinh thiên. Vì cái công đức của ông ấy đã làm cho rất nhiều người sinh thiên. Như vậy thì có công bằng không? Thì cái nghiệp nó trổ vào nhĩ thức thì cái nghiệp thiện nó trổ vào nhĩ thức thì mình luôn luôn được nghe những cái âm thanh ưa thích hài lòng tị thức, thì mình luôn luôn nó xả quả thiện vô nhân, thì mình luôn luôn được ngửi mùi thơm. Ưa thích thiệt thức thì mình sẽ được ăn nếm cái vị đấy, ăn vị ngon ưa thích. Những người ăn chay thì có ngon không? Người ăn chay là nó có phải là trổ quả của nghiệp bất thiện hay trổ quả nghiệp thiện hay không được ăn cá thịt thì sao? Nếu mà cái người nào ăn ấy mà nó không vào ấy, ăn mà nó không vào là đang trổ quả bất thiện. Còn ăn mà nó vẫn ngon, ăn rau vẫn thấy ngon, ngon hơn thịt thì cái người đấy là trổ quả thiện rồi hả? Trổ quả thiện. Còn những người nào, chứ nó cái nghiệp này nó tùy từng người mà, nó không phải là nó. Nếu mà cái người nào mà không thể ăn chay được mà bắt ăn chay thì đấy nữa, cái nghiệp bất thiện trổ quả. Còn cái người mà thích ăn chay mà
lại phải ăn mặn cũng là cái nghiệp bất thiện chỗ quả. Cái mình được ăn cái vị gì nó hợp với cái sở thích của mình ấy, thì đây là cái nghiệp thiện nó trổ quả vào cái vị thức, vào cái thiệt thức này. Thì mình được ăn cái món ngon, thân thức thì thọ gì? Thân thức thọ nạc ha. Quả thiện vô nhân thì là được xúc chạm, xúc chạm êm dịu, ưa thích hài lòng. Giờ trời rét mà không có chăn đắp thì sao? Thì là cái quả bất thiện nó trổ. Còn bây giờ trời rét mình được đắp 2-3 cái chăn là làm sao? Mà toàn chăn lông cừu. Đấy là do cái quả thiện nó trổ ha. Quả thiện nó trổ. Thân thức. Còn trời rét mà mình phải mặc phong phanh thì sao? Chịu ở cái cuti hút gió hay sao? Đó là cái quả bất thiện hay là quả thiện nó trổ, nó tùy theo thân thức nó sẽ cảm thọ. Nếu mà là cái nó thọ cái quả bất thiện thì nó là thọ khổ, thọ cái quả thiện nó là thọ nạc. Cái nếu mà cái quả nó trổ vào thân thì nó là thân thức thọ nạc, quả thiện vô nhân. Còn bây giờ đến một cái tâm nữa, tiếp thâu. Tâm tiếp theo thì nó thọ gì? Tiếp thâu thọ xả, quả thiện nhá, thọ thiện, quả thiện vô nhân thì nó luôn luôn tiếp nhận cái cảnh ưa thích hài lòng. Bây giờ bố mẹ ép mình lấy một cái người chồng giàu mà cái người đấy xấu thì là mình tiếp nhận cái gì? Thì lúc đấy là mình đang tiếp nhận cái cảnh bất thiện, quả bất thiện ha. Thì tiếp nhận cái cảnh nó không ưa thích. Lấy một cái người chồng mà mình ưa thích là tiếp nhận quả gì? Quả thiện. Thì bây giờ mình được tiếp nhận bất cứ cái gì cũng vậy, mình được tiếp nhận bất cứ một cái gì mà mình ưa thích thì đó là cái quả thiện nó trổ. Mình tiếp nhận bất cứ một cái gì mà mình không ưa thích mà mình bắt buộc phải sống chung với cái không ưa thích này thì có ưa thích không? Thì lúc đấy có sướng không? Khổ, vô cùng khổ. Giống như mình giờ mình lấy cái xích bằng vàng mình đeo cho con chó ấy. Rất là khổ. Vì nó tiếp nhận một cái cảnh mà không ưa thích, nhưng mà cũng cái xích bằng vàng đấy mà bây giờ mình đi cho một cái người ăn xin thì sao? Thì lúc đấy nó lại là cái quả của cái nghiệp thiện. Còn cũng cái xích bằng vàng đấy mà mình cho con chó thì nó lại là cái quả bất thiện của con chó đấy. Nó tiếp nhận như vậy, cùng một cái cảnh nhưng mà nó là cái nghiệp khác nhau. Cho nên là những cái ngã quỷ khi mà nó ra bờ sông nó uống nước thì sông có thể nó biến thành máu. Khi mà thức ăn vừa mới cầm vào mồm thì nó có thể bốc thành lửa hoặc là nó có thể biến thành phân. Vì cái nghiệp bất thiện của cái ngã quỷ nó luôn luôn trổ, luôn luôn trổ, cho nên là nó không bao giờ có thể tiếp nhận được một cái cảnh ưa thích. Bởi vì nó là sống trong cái thế giới khổ mà, những cái chúng sinh ở trong địa ngục vậy. Cái quả bất thiện này nó trổ liên tục, cho nên là luôn luôn phải thọ cái nỗi khổ. Còn ở cái cõi người này thì có lúc thì thọ cái này, có lúc thì nó thọ cái nghiệp thiện này, có lúc thì nó thọ cái quả thiện này, có lúc nó thọ cái quả bất thiện này. Có thể hôm nay mình đang thọ cái quả bất thiện này, quả thiện thì ngày mai mình sẽ thọ quả bất thiện này. Có thể hôm nay mình đang vui này, ngày mai mình đã buồn rồi. Có thể hôm nay mình đang an vui sung sướng, cuộc sống đang êm đềm yên ổn như thế này, ngày mai có thể cái cuộc sống của mình đã bị những cái nghiệp chướng, đã bị những cái hoạn nạn, đã bị những cái khổ đau, cái rủi ro tai hại nó đã đến rồi. Thì ở kiếp người này mình luôn luôn thọ cả hai cái này, lúc thì thọ cái khổ, lúc thọ cái vui. Còn cái chúng sinh ở địa ngục nó chỉ thọ một cái này thôi.
từ đầu đến cuối, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết thì chỉ thọ mỗi cái này, nó luôn thọ bằng này cái. Thấy cảnh không ưa, nghe những âm thanh không thích, ngửi mùi nếm vị tiếp xúc, toàn những cái cảnh khổ hết. Chúng sinh địa ngục và ngã quỷ, địa ngục và ngã quỷ nó thọ cảnh này. Cõi người thì thọ cả hai cảnh này. Cái súc sinh nó có thọ cảnh nào? Súc sinh thì nó thọ cả hai, nhưng mà cái này nó nhiều hơn. Dù bây giờ trời rét này, có ai cho con chó lên trên giường để đắp chăn cho nó không? Vậy suốt đêm nó thọ cái gì? Nó thọ cái thân thức thì thọ khổ này. Suốt đêm nó co ro, nó rét này. Bởi vì kiếp trước nó làm ác nhiều. Nhưng súc sinh nó phải nằm ở trên phân, nên nó phải thọ cái nỗi khổ. Còn người thì sẽ được thọ cái nạp này nhiều hơn, tùy theo. Người nào càng nhiều phước thì càng được thọ cái nghiệp, cái quả thiện này. Càng ít phước thì thọ ít. Tiếp thâu lại đến tâm, tâm suy xét. Suy xét thì thọ gì? Suy xét thọ xả quả thiện nhá. Thì được suy xét cảnh ưa thích. Còn một cái tâm suy xét nữa. Có một tâm suy xét nữa là tâm suy xét gì? Tâm suy xét thọ hỷ quả thiện. Cũng là suy xét cái cảnh ưa thích này. Vậy thì cái tâm thọ quả thiện thì có mấy tâm? Tâm thọ quả thiện 8 tâm. Nó có nhiều hơn một tâm, đó là tâm suy xét thọ hỷ. Giữa tâm thọ hỷ với tâm thọ xả thì tâm nào mạnh hơn? Tâm thọ hỷ mạnh hơn. Thọ xả là khi mà mình làm cái việc thiện gì đó mình dừng dưng ấy. Mình không có cái hoan hỷ ở trong đấy. Thì đến khi mà nó chuyển thành tâm suy xét, nó cũng suy xét dừng dưng, nó không có hoan hỷ. Mình bố thí mình không hoan hỷ thì cái nghiệp ấy nó mạnh không? Nghiệp ấy nó yếu. Chính vì vậy cho nên ở cái bất thiện nghiệp nó không có cái tâm suy xét thọ hỷ này. Cái tâm ấy nó yếu ớt hơn những cái tâm thiện mà có cái thọ hỷ. Thì tâm suy xét cũng có, lúc mình làm cái thiện nghiệp mình có tâm hoan hỷ. Thì khi mà nó thành cái tâm suy xét, nó thành tâm suy xét có thọ hỷ. Suy xét cái thọ hỷ, hết thời gian rồi. Đấy là nghiệp và quả của nghiệp. Bài về nghiệp này vẫn còn nhiều. Học để cho nó mở mang cái chi kiến về nghiệp và quả của nghiệp. Để mình làm cái gì mình cũng biết đây là nghiệp, đây là quả của nghiệp. Mình luôn luôn có cái tâm nhận biết về nghiệp và quả của nghiệp như vậy. Để kiếp sau, đến lúc chết thì mình, cái tâm nó sẽ bắt vào một cái nghiệp nào đấy. Và cái tuệ của mình nó biết, cái tâm nó bắt vào một cái nghiệp nào đó, một cái thiện nghiệp nào đấy, và nó có cái tuệ đi cùng, đi kèm theo cái nghiệp đấy. Trong bốn cái thiện nghiệp ấy, nó có cái thiện nghiệp hợp với trí và bốn cái thiện nghiệp ni trí. Thì làm sao mình phải có cái thiện nghiệp hợp với trí thì cái tâm ấy nó thành cái tâm tục sinh. Mình có sinh về đâu nó cũng thành người tam nhân. Cái người mà không có được học, không có được hiểu cái nghiệp về quả của nghiệp, thì dù người đó có làm nhiều nghiệp thiện mà không có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thì đến đi khi mà đi tục sinh sang một cái kiếp khác thì chỉ là một cái chúng sinh nhị nhân thôi. Chúng sinh nhị nhân hoặc là vô nhân, thì cái chúng sinh đấy sẽ không có cái cơ hội để mà chứng đắc được cái pháp thượng nhân. Chúng sinh mà có tam nhân thì sẽ có cơ hội chứng đắc được các cái pháp thượng nhân như là thiền thông đạo quả. Vì vậy cho nên là cái pháp về nghiệp cần phải được suy xét, pháp về nghiệp cần phải được học, cần phải được học một cách thấu đáo. Mình cần phải có cái chi kiến, có cái sự hiểu rất là rộng rãi, cái sự hiểu về nghiệp này rất là sâu sắc. Cái tâm của mình phải suy tư về nghiệp một cách thường xuyên, mình phải áp dụng được trong cái cuộc sống hàng ngày. Để tất cả những cái hành động về thân, về lời nói, về cái ý nghĩ của mình đều phải
có cái chi kiến về nghiệp nó ở trong đấy. Mình biết đây là nhân, đây là quả, đây là nghiệp quả, đây là nghiệp nhân. Mình biết là mình đang làm gì, mình phải biết cái hành động đấy nó có kết quả. Nó là một cái hành động thiện hay là bất thiện. Là cái người đấy, mình biết mình đang làm thiện hay biết thiện. Thì đồng thời mình cũng biết, mình cũng quan sát được người khác. Là một cái người tốt hay người xấu, là một cái người thiện hay người ác. Và chính vì vậy cho nên mình cũng có thể biết được tương lai của mình sẽ đi về đâu. Mình cũng có thể biết được tương lai của người khác nhờ mình quan sát cái nghiệp này. Quan sát nghiệp. Và cái người có chi kiến về nghiệp là người đó có chánh kiến. Có chánh kiến thì không có tà kiến. Không có tà kiến người đó không có tin mù quáng. Người đó không có mê tín, không có tin mù quáng, không tin vào thầy bói, không tin vào thầy cúng, không tin vào cái chuyện mơ hồ, dị đoan. Và cái người đó như là không có tin vào những cái người không có trí tuệ, nói bậy bạ. Những người mà không có cái nghiệp, không có cái chi kiến về nghiệp và quả của nghiệp này, thì cái người đó sẽ hay đặt những cái niềm tin sai lầm, tin những cái không đáng tin, và có cái chi kiến sai lầm, đến lúc chết với một cái tâm ni trí thì cái đám mà chúng sinh hạn nhiệt. Hết bài hôm nay, ngày mai hành thiền xong là các cái thứ bảy, các tuần sau vẫn cứ không có học giáo lý thì vẫn sinh hoạt tụng kinh gì đó, ngồi thiền chia sẻ Phật pháp. Tùy sư đi bán khoảng 2 tuần, 2 thứ bảy. Cháu lớn chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu lớn hôm nay sinh 2014, cháu 13 tuổi. Cháu bé là năm nay 7 tuổi. Bây giờ chỉ có cho đi quy Phật là tốt nhất ấy. Chỉ có quy y Tam Bảo thọ năm giới ấy. Thế thôi. Thì khi đi quy y Tam Bảo là người đấy đã tạo được cái nghiệp thiện. Thọ năm giới là tạo cái nghiệp thiện, trong là học Phật pháp nữa. Mình không nên, tức là khi mà mình đã nương nhờ vào bất cứ một cái nơi nào ở đấy, giống như mình đã nương theo vào cái nơi, cái cửa đấy, thì cái đó nó có thể là cửa thánh. Mà thánh thì nó cũng có những cái vị tốt, có vị xấu. Có những cái vị thì ví dụ một cái vị thần chư thiên đấy, vị có thể là một cái vị chư thiên thiện, vị cũng có thể bảo vệ những cái người khác. Nhưng mà cũng có thể vị là một chư thiên bất thiện, vị hay lợi dụng để cho người ta cung kính cúng dường và trở thành một cái giống như là một cái những cái người sống lệ thuộc ấy. Nhưng mình thì là người phàm, mình không có biết được những cái vị chư thiên này là tốt hay xấu, là thiện hay ác. Vì vậy cho nên là để tốt nhất thì mình nên nương nhờ vào cửa Phật ấy. Và cửa Phật thì Đức Phật sẽ cao thượng hơn tất cả các cái vị chư thiên ở trong tam giới này. Và cái giáo pháp của Đức Phật là những cái giáo pháp hướng thiện, để người ta làm những cái nghiệp tốt, nghiệp thiện. 7 tuổi trở nên là có thể quy y được rồi. Hai cháu đấy là có thể đưa đến cửa Phật làm lễ quy tam quy, tam quy thọ giới. Lúc nào dẫn đến đây thầy quy cho xong, vậy là xong chứ không có phải lo gì những cái chuyện khác nữa. Vậy có được không? Từ đường họ nhà mình nhỉ, họ tổ nhà mình nhỉ. Thì không có sao, không có sao cả. Thì con cháu đi theo từ đường ông bà tiên tổ nó cũng chẳng có vấn đề gì. Mà họ người khác hả?
mọi cách giống như cho đi làm con nuôi. Từ đường người khác thì không nên, từ đường họ hàng nhà mình thì mình thờ cúng ông bà tổ tiên, nó là cái đạo hiếu, tri ân những cái bậc tiền bối thôi. Nhưng mà cái mà chỗ mình đương nhờ là Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chứ không có một cái chỗ nào có thể cao quý hơn là cái nơi cửa Phật Tam Bảo ấy. Có Phật Bảo, có Pháp Bảo, có Tăng Bảo thì là cái nơi mà mình có thể đến đấy để xin quy y đấy. Chỉ cần vậy thôi, không cần quy y một cái chỗ nào khác nữa. Lúc nào dẫn đến chùa để quy y nhá. Bây giờ mọi người hồi hướng ha, mọi người hồi hướng đi về không có muộn. Idamme bunyam asa wakhadam baham hotu. Idamme bunyam nibbanasa pachazo hotu mama bunya bagam sabba satthanam pacchemi te sabbe mesamam punyabhagam nabantu sa